Lại chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại của tác giả Nguyễn Hồng Dung, một người tác giả đã từng hợp tác với kênh một thời gian trước, nhưng mà cũng khá lâu rồi. Thì hôm nay có một câu chuyện mới gửi tới cho kênh và câu chuyện này khá là dài nhưng cũng rất là hấp dẫn. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. trong tận cùng cái con hẻm dẫn vào khu ổ chuột của khu vực nhóm nhỏ dân lưu vong Việt Nam mới vượt biên sang Cali những ngày sau giải phóng. Từng đoàn người vẫn phô bày cái gương mặt ủ rũ vì cơn đói tiếp diễn ngày càng rõ ràng. Thực tế cũng không phải sự di cư không hẳn bắt nguồn chính từ việc ủng hộ chính quyền cũ. Chỉ là đôi khi người ta vẫn mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp để màu hồng của các xứ tư bản. Bố con thằng Toàn cũng vậy, cũng mong muốn thoát ra khỏi cái nền kinh tế đã dần thoái hóa mà đi đến một chân trời mới tốt đẹp hơn. ấy vậy mà, cái sự thật phũ phàng về cái chốn thiên đường nhanh chóng bị dập tắt. Không công việc, không trợ cấp, đối với chính quyền bản địa cũng chỉ coi họ là những con mọt đang dần đục khoét sau những mất mát của chiến tranh. Thằng Toàn bấy giờ vẫn đang ngồi trong lòng của bố, cả người đã tái liệm đi vì cơn sốt dai dẳng. Ông bạt buồn lắm, một phần vì sót con Một phần là vì một thứ niềm tin bị hát hồi Ở cái nơi xứ người này Gã có một chút trơ trọi Mà kể cả Việt Nam cũng thế thôi Vợ gã đã sớm buông bỏ gã Vì cái thói ăn chơi phóng túng Để đi theo một nhân viên cấp cao Của nhà nước ngụy quyền Gã cũng chẳng thèm quan tâm Cái thứ đàn bà lang loàn ấy Giờ sống chết ra làm sao Cũng có thể mụ ta cũng đã tới cái xứ này nhưng nếu vậy thì chắc chắn cái cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Gã chỉ thương cho đứa con nhỏ vẫn còn non nớt trong lòng mình. Đến tận bây giờ, gã mới thấy không biết tiếng bản địa thực sự là cực hình. Ngày hôm qua khi cơn sốt của thằng Toàn lên đến đỉnh điểm, người nóng ửng lên chẳng khác gì cái hòn than trong lò. Lão bạt nhìn con như thế thì xót lắm, cũng đã chạy vậy đến một phòng khám nhỏ, cách khu ổ chuột của gã cỡ chừng hai cây số ấy thế nhưng một phần vì không biết nói làm sao cho tên bác sĩ hiểu rằng con mình đang nguy kịch. Một phần trong túi cũng chỉ còn vài đồng lẻ. Thế nên mấy tay bác sĩ cũng chẳng ai mảy may giúp lão cả. Lão bạn cũng đã bất lực lắm rồi. Giữa cái thời tiết đầu tháng 10, từng cơn gió lạnh lẽo đưa bước chân người bố đơn thân, lê lên từng góc vỉa hè của cái thành phố ồn á. Trong tay đang bế đứa con như sắp lìa đời. Gã đã khóc, khóc lên từng tiếng nghẹn ngào vì cái quyết định dở người rằng đã sang tới cái đất này. "Bố ơi, con đói quá." Thằng toàn ngước cặp mắt đờ đẫn, cũng chẳng trách được. Một đứa trẻ con như nó mà cũng phải nhịn đói cùng người bố cả hai ngày nay rồi. Lão Bạt nghe con nói vậy thì cũng xót. Ánh mắt nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi mới móc ra một mẩu bánh mì gã mới cướp được từ một gã vô gia cư khác. Gã đưa tay bỗng lấy một nửa đưa cho thằng Toàn Còn một nửa lại giấu nhẹm vào trong người Phòng cho cơn đói lần sau của thằng con trai Anh Bạt, anh Bạt ơi Em báo, anh Bạt Một giọng nói của một tên thanh niên réo rắt từ đầu con hẻm vọng vào Làm lão Bạt tràng tỉnh Dương cặp mắt đã dần híp lại vì cơn đói vẫn còn đang cồn cào trong bụng Mà nhìn về phía ấy Từ đằng xa, một tên thanh niên chừng hơn hai chục ăn mặc bảnh bao thế nhưng trên người bộ vét đã rách lỗ chỗ là thằng cu ninh kẻ em họ cũng cùng chung chí hướng vượt biên cùng đám ông bạt có việc gì mà, mà chú chạy như ma đuổi thế lão bạt hời hợt thế nhưng trong bộ dạng tươi tỉnh của thằng ninh thì gã cũng đã mang máng đoán ra chuyện gì em báo em mới kiếm được việc làm rồi đi làm bốc vác ở xưởng cơ khí anh đi không chú nói thật không Lão Bạt mừng lắm Nếu như đã kiếm được việc làm Thì chi ít bố con gá cũng chẳng phải lo đến cái việc chạy ăn từng bữa nữa Thật Mà lương hai đồng lớn một tờ thôi Anh có làm không? Làm, làm chứ Không làm thì lấy gì mà ăn bây giờ Đoạn gã đứng dậy Phủi phủi cái đít quần Mà nhìn về phía thằng Toàn Ăn nhanh lên con Ăn nhanh lên kẻo người ta lấy mất bây giờ Gã nói lại nhìn về phía Ninh như một phần ái ngại. Cánh tay lại xé một phần bánh của thằng Toàn mà đưa cho Ninh. Ăn đi, ăn đi rồi anh em mình đi. Thằng Ninh tần ngẩn ra đấy. Tuy rằng biết việc dành ăn với một thằng trẻ con thì chẳng lấy gì làm vinh dự. ấy nhưng mà gã cũng đói lắm rồi. Từ cái hôm tàu lái đổ đám người bọn họ xuống đây cũng chưa ai được ăn uống cái gì. Trong khoảnh khắc có lẽ cái cơn đói đã lấn át đi mất lý trí Nên cầm vội lấy miếng bánh mà ăn ngấu ăn nghiến Nào đi thôi sắp mà trượt chặt ra đến nơi rồi Những tưởng sang được cái bầu trời ngoại quốc thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn Chứ chẳng ai nghĩ rằng nó sẽ khổ cực đến thế này Ngày nào mà phái đoàn còn chưa bảo lãnh Thì những gương mặt khắc khổ này còn khổ Còn phải đói ăn thêm nhiều ngày nữa Anh đã báo chú rồi liềm xỉ cái mẹ gì tầm này nữa cái danh luật sự quen của chú cũng có mài ra ăn được đâu giờ đói xanh mắt ra rồi thấy chưa nhắc tới chuyện này có vẻ như ninh lại muốn ói mửa miếng bánh trong miệng lễ suýt rơi ra anh cảm thấy ăn được thịt người thì anh cứ ăn em chịu đấy là điều phi nhân tính anh có hiểu không chuyện là từ mấy ngày trước cái tàu chở đám người sang tới đây trong đó có cả lão bạt và thằng ninh bị cướp biển tấn công Bọn chúng như một đám mọi dợ lao lên tàu mà cướp, mà giết. Đàn bà không kể lớn bé đều bị chúng nó bắt lại thành một đám mà cưỡng hiếp tập thể. Còn lại đàn ông cũng bị giết tới quá nửa. May mắn cho bà lúc đó có phần nhanh trí đem nhét đứa con vào khoảng trống giữa mấy đường ống nhỏ thó. Bản thân cũng kéo ninh nằm xuống sàn giả chết thì mới thoát nạn được. Quãng đường lênh đênh trên biển còn dài lắm. ấy thế mà lương thực cũng đã bị cướp hết. Mọi người trên tàu cũng chết dần chết mòn trong cái cơn đói nhiều ngày Và rồi khi đối diện với cái chết Thì bản tính chân thật nhất của con người cũng bị bộc lộ ra rõ ràng Họ bắt đầu kéo mấy xác người đã xám xịt do chết từ nhiều ngày lại Mà mổ xẻ lấy thịt Nhiều kẻ không kiềm chế được cơn đói Mà còn ngấu nghiến cái thứ thịt người sống Trong đó có cả lão bạt Cảm giác róc một mạng thịt người cho lên miệng Dù có kinh tởm đến như thế nào cũng còn thoải mái hơn việc bị cơn đói dày vò. Lúc đó bà chẳng còn thèm để ý gì nữa, trong miệng nhai nhóp nhép cái miếng thịt đã dần hôi thối mà đưa lại cho Ninh một miếng. ấy thế nhưng mà, với thân phận của một nhà trí thức thì dù có chết đói Ninh cũng chẳng bỏ đi cái nhân tính mà ăn nổi một miếng thịt người. Ôi dào thịt chó nào chả giống nhau, không ăn thì chết đói, có thế thôi. Chú mà còn giữ cái suy nghĩ ấy Có ngày chết đấy Biết chưa Ninh chẳng thèm bận tâm Chỉnh chỉnh lại cái gọng kính Mà nhìn về đám người đang rũ rượi đến thất thèo Đợi cho thằng Toàn ăn xong miếng bánh Thì lão bạt vội bế sốc nó lên vai Quay người hướng Ninh mà dục Đi Thế anh định mang thằng bé đi thật à Ừ Chứ chú nhìn xem Mặt cái đám kia nó gian như thế Tôi mà để thằng bé ở đây dễ chúng nó đem mẹ đi mà bán đi chứ trả đùa đâu. Nên nghĩ cũng phải. Lại nhìn thân hai bố con cứ ốm o gầy mòn. Gã cũng tự hỏi xem ngày đó sao lại nghe lời lão bạt. Bán hết mấy mảnh đất để tìm đường sang đây. Để rồi phải khổ sở thế này. Lấm là lấm lét trên cái đường phố tấp nập. Để trốn tránh khỏi ánh mắt dò xét của đám cảnh sát. Cả hai cũng đã tới được một công xưởng khá lớn nằm ở cuối đoạn dãy bô xa cũng chẳng biết đây là công xưởng gì bởi mấy tên chủ mắt xanh mũi lõ không cho bất kỳ một ai ra vào qua cánh cổng lớn cả. Việc của Lão Bạt và Ninh lúc này là khuân những thùng hàng từ trên những chuyến xe tải lớn xuống bãi tập kết rồi đưa thẳng vào trong nhà kho. Vừa mới tới thì Ninh vội vã chạy đi báo danh. Lão Bạt thì đang đứng vận vơ cách đó không xa. Cánh tay vẫn ôm chặt thằng Toàn vào trong lòng. Vì lúc này trời cũng đã bắt đầu nổi gió lạnh Bất chợt, hai tên bảo vệ đi tới. Bọn chúng nói không cho phép mang theo trẻ nhỏ. Nếu như bằng không, sẽ không để cho lão vào khu sườn. Lão bạt bối rối lắm, nghe cũng thủng đại khái vài từ ấy, nhưng mà cũng không biết phải nói như thế nào cho bọn chúng hiểu được. Bây giờ biết để thằng Toàn ở đâu đây? Còn đang xì xà xì sổ vài ba từ mà gã học lòm được hồi ở Việt Nam, thì Ninh đã vội chạy tới cũng may gã cũng có một khoảng thời gian du học ở trời Tây Nên à cũng biết đại khái vài câu ê a Trình bày hoàn cảnh của lão bạt một hồi Hai tên bảo vệ có lẽ cũng hiểu Lập tức chạy về hướng mấy lão mặc vét đen lồng lộn Có lẽ cũng là chủ ở nơi đây Vừa nói, bọn chúng vừa chỉ tay về phía của bạt như giải trình Một lúc sau khi quay lại Thì nói có thể mang thằng Toàn đi theo ấy nhưng mà sẽ không chịu trách nhiệm về phần cơm trưa của thằng bé. Cái đó lão bạt phải tự lo lấy. Nghe đến thế thì gã mừng lắm, vội vàng rối rít cảm ơn. Hai bàn tay lau vội vào áo mà bắt tay sồng sọc tỏ ra thiện chí. Mấy cái thằng tay muối lõ này cũng dễ bảo phết nhảy. Chú nói phát là nó đồng ý ngay. Lão bạt phấn khởi nói, tại lệ vỗ vỗ và vai ninh như một lời cảm ơn. ấy thế nhưng lão không hề biết rằng để cho đám kia có thể thông cảm mà cho lão vào đến đây ninh phải nói lão ở nhà còn một người vợ đang nguy kịch được con trai này cũng không sống nổi thêm được mấy ngày nữa ninh cười khổ ấy thế nhưng mà thôi được vào đây làm cũng là may mắn hơn khối người rồi về sau này có lẽ thành một kỷ niệm lúc đó kể ra chắc không khỏi buồn cười gã nghĩ công việc cũng chẳng có gì đặc biệt cả lão bạt và ninh được sắp xếp cho đứng cạnh những chiếc xe tải để vận chuyển những kiện hàng đã được đóng kỹ bằng hộp cỗ xuống đất sau đó việc còn lại xe nâng đã chịu trách nhiệm cả dù không nặng nề ấy thế nhưng đối với một kẻ sắp đói như bạt và ninh thì cũng chẳng mấy dễ dàng gì sau một ngày làm việc thì cũng đã tới lúc tan ca cầm mấy đồng lương trên tay mà lão bạt như rưng rưng nước mắt bàn tay ôm chầm lấy thằng toàn mà nghẹn ngào một lát nữa bố sẽ đưa mày đi chữa bệnh Nhớ Rồi bố mua cả bánh mì cho Đối với một thằng trẻ con Chưa hề biết suy nghĩ như nó Thì làm sao hiểu được lão bà đang cảm thấy vui sướng như thế nào Chỉ biết chơ chơ cái cặp mắt vô hồn Mà nhìn lên từng nếp nhăn của người bố Thì thoảng lại nhỏ xuống Vài dòng nước mắt ừ, về Đi về để anh cho cháu nó đi khám Chưa Nó sốt 4 năm hôm nay rồi Anh lo quá Vâng, cũng muộn rồi. Ninh đáp, cả hai lại tất tà theo cái lối cũ mà chạy một mạch. Mới đó mà trời cũng đã tối nhẹm. Cái đêm cả lì sao mà lạnh tới bút ra bút thịt đến như thế. Cả lão bạt lẫn hình lúc này vẫn ngồi chầu trực trước cửa bệnh viện tư mà lần trước lão bạt cũng đã tới. Lão đoán cái bệnh xá này cũng nhỏ, thế nên viện phí chắc không tới nỗi quá đắt đỏ. Một hồi lâu sau, một tên bác sĩ đi ra ngoài thấy người thân của bệnh nhân vẫn đang ngồi chờ, thì liền xì xà xì xò. Nó nói cái gì đấy? Ninh chào mày lại, thở hắt ra một hơi. Thằng ở à, bác sĩ bảo, thằng toàn bị viêm phổi cấp do thay đổi môi trường sống đột ngột, cộng cả việc không được giữ ấm trong cái tiết trời lạnh thế này nữa, phải chữa trị ngay nếu không để thành mãn tính thì khó chữa lắm anh ạ. À. Thế lão bạt tím tái cả mặt từng chữ của ninh như làm thâm tâm gái nhói từng nhịp có lẽ ninh cũng hiểu nên lập tức hỏi lại người bác sĩ kia một câu cuối cùng mới quay ra nhắn với lão bạt nó nói viện phí của thằng toàn khoảng khoảng 2.000 đô la hai nghìn đô lão bạt thốt lên hai nghìn đô là một số tiền quá lớn đối với lão ở thời điểm hiện tại để mơ tưởng đến số tiền đó thôi đã là điều mà lão không dám làm nói gì đến việc phải có trong tay số tiền lớn đến như thế nhưng nếu bây giờ không thể kiếm ra nổi thì con lão phải làm sao đây lão ngồi bệt xuống đất từng dòng nước mắt cứ thế chảy dọc xuống khuôn mặt chất chứa những sự khắc khổ chẳng lẽ con lão cứ thế mà bị bệnh hạnh hạ đến chết hay sao thôi anh đừng nản lòng ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ đâu Ông trời, ông trời, lúc nào cũng là ông trời." Lão Bạt như hét lên, từng dòng nước mắt nước mũi như không kiềm chế được mà cứ thế trào ra. "Vậy chú nói xem, nếu đã không muốn tuyệt đường sống của tôi, tại sao lại cứ phải đẩy tôi vào những tình cảnh như thế này? Chú nói đi." Ninh lặng người hẳn đi, cả biết bây giờ dù cho có nói như thế nào thì cũng không thể làm nguôi đi những nỗi niềm đau khổ như dao cắt vào thịt của lão Bạt đành rằng cứ im miệng biết đâu cả hai có thể nghĩ ra được cách thôi hay hay là mình cứ về đã về rồi tính cũng muộn quá rồi đêm nay cứ để cháu nằm đây cho bác sĩ họ theo dõi ngực lên đồng hồ thấy cũng đã quá 9 giờ tối hai gã cũng phải quay về vì bệnh viện không cho người nhà bệnh nhân ngủ qua đêm vì trung quy bệnh viện cũng nhỏ đến giường bệnh còn thiếu nói gì đến chỗ cho người nhà ngủ lại Đành vậy, lão bạt cũng gật nhẹ đầu mà đứng dậy. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện thì cũng quay về cùng với Ninh. Rút chỉ trong túi áo ra một điếu thuốc đã nhào nát. Ninh châm lửa lên rồi rít một hơi. Đoạn lại đưa cho lão bạt. Này à, em mới xin được của thằng lái xe nâng. Thuốc lá ngoại đấy, thơm lắm. Lão bạt cười gượng, cũng cầm lấy điếu thuốc mà rít mấy hơi. Đường phố về đêm cũng chẳng kém nhộn nhịp so với ban ngày ấy thế mà từng đấy người qua người lại cũng chẳng thể nào che lấp được nỗi buồn của bạt lão vẫn chỉ đang đinh ninh về cái khoản tiền 2.000 đô làm sao mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi có thể kiếm được đây N nó chính chính nó đây anh ạ à, chính là thằng đấy đấy từ trong một con hẻm một tên do thái ăn bận rách rưới như ăn mày nói thứ tiếng bản địa bước ra đằng sau gá là một đống những kẻ bặm trợn mặc áo da ba lỗ râu ria xồm xoàm lão bạt vừa nhìn thấy đám này thì liền tái mặt còn đang định chạy thì đằng sau lưng cũng có vài kẻ hung hãn tiến lại mày có phải mày hôm nay chấn lột phần bánh của người này phải không một tên có vẻ như cầm đầu đi lên hỏi dù không hiểu gì nhưng lão bạt cũng biết thở rằng gã đang nói gì anh thế nhưng chỉ biết cúi mặt và chịu trận anh bạn, anh bạn. Anh lấy cái gì của chúng nó mà để chúng nó đến tìm thế này Ninh hốt hoảng mà lay vai lão bạt Đến lúc này lão mới dám hé răng Thằng Toàn nhìn đói hai ngày nay rồi Tôi... tôi cũng không còn cách nào Đến giật cái bánh của thằng ăn mày kia để cho thằng Toàn qua cơn đói thôi Tôi... à, à đây còn, còn nửa cái bánh Cậu đưa tạm lại cho chúng nó Vừa nói Gã vừa tính lấy ra nửa cái bánh Ninh tức lắm đưa tay lên mà xoa mặt để cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Lúc này chỉ định nói với những kẻ kia rằng là hiểu lầm thôi. ấy thế mà chưa kịp mở miệng thì đám kia đã sồng sộc lao lên, kẻ đấm người đá không một chút nương tay. Đến cuối cùng, khi không còn thấy hai người, bạt và ninh nhúc nhích được nữa, học ra cả một vũng máu thì mới ngừng tay. Mày... Tên đầu sọ chỉ tay cho kẻ do thái kia Gã có vẻ hiểu ý Vội vàng chạy lại chỗ hai cái thây đang nằm lê lết dưới đất Mà móc sạch mấy đồng tiền trong người hai gã ra Mà đưa cho tên đầu sò kia Đến khi mọi chuyện có vẻ xong xuôi thì bọn chúng mới rời đi Tên do thái còn có vẻ không cam Quay lại Phỉ một bãi nước bọt Rồi tụt quần tẻ thẳng một bãi lên mặt của bạn Như lời cảnh cáo Mày Trả tiền cho tao Tiền Tiền để chữa bệnh cho con tao chả cho tao lão bạt hét lên hời hợt trong miệng lại ộc ra một ngụm máu rồi lại nằm bẹp dí xuống dưới đất gã cứ nằm đó toàn thân đau ê ẩm thế nhưng trong lòng gã lại đau hơn nữa kỳ vọng về cái xứ này bao nhiêu thì bây giờ thất vọng lại nhận về bấy nhiêu gã lúc này chỉ muốn về nhà về lại việt nam ngày ngày ruộng vườn đêm thả vó kiếm vài đồng qua ngày Sống một cuộc sống bình dị với đứa con trai của gã ấy thế nhưng điều ước ấy bây giờ đã là xa xỉ đối với bản thân lão rồi Anh Bạt, anh Bạt, anh còn sống không? Anh Bạt Ninh hét lên, cố gượng dậy mà lay mạnh vai của người anh họ Tới lúc này mới như thở phào được một hơi Bị đánh một trận cũng chẳng có gì to tát đối với lão Toàn mạng là may mắn rồi Về lại con hẻm cũ Lão bạt nằm ọt một chỗ như con chi chi Trong miệng từng dòng máu vẫn cứ rỉ ra từ những vết thương do bị đám kia đánh Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn mấy con chuột cứ lảng vảng trước mặt Trong một khoảnh khắc, gã đã muốn ngủ một giấc dài thật dài Để mau chóng thoát khỏi cái nơi cùng quẫn này ngay lập tức ấy thế nhưng không được Quá nửa đêm, không khí ngày càng lạnh lẽo Cây rét như muốn nuốt chửng lấy lão già đang co quắp Lão bạt vẫn chẳng thể ngủ được một phần vì lo lắng cho đứa con còn đang nằm trong bệnh viện Một phần là vì tiếng ngáy của đám người lớn quá Lão có một chút khó chịu Xoay người sang bên cạnh Rồi lấy cái mảnh áo trên người bịt chặt vào lỗ tai Đúng lúc ấy Một cơn gió lạnh buốt Thổi tuột vào sống lưng Khiến gã run lên cầm cập Mang theo một giọng cười the thé Của một người phụ nữ cao tuổi Đếm Một Hai Ba Đếm một hai ba một tiếng nói văng vẳng như từ một cõi nào vọng lại khiến lão bạt có phần bất an thầm rủa rằng cái bà điên nào đêm hôm rồi còn không để cho ai ngủ nữa bất giác gã xoay mạnh người về sau lưng thì đột ngột bị dọa một phen đứng tim bà, bà 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 là ai trước mặt gã chỉ cách độ một cang tay là một khuôn mặt nhăn nheo của bà già hơn chín chục người mụ lùn tịt đội thêm cái nón rộng vành có chóp cao nở một nụ cười ma mị mà chìa ra hai cái răng vẩu đã xỉn màu bà bà là ai lão bạt lại hỏi tới lúc này thì bà ta mới cất giọng ta ta là thần thần đến để mang cho cậu điều ước đây dứt cầu, bà ta lại cười lên mang dài Lão bạt thấy kẻ này bộ dạng cũng chẳng phải người quá bất bình thường Chỉ là hơi lùn một chút nên cũng chẳng tin tưởng là bao Nghĩ có khi bà già này có bệnh về thần kinh Nên chẳng muốn tiếp xúc nhiều Thôi, bà đi đi để tôi còn đi ngủ Gã đuổi khéo ấy thế nhưng bà ta vẫn không chịu buông tha cho gã Nhún chân nhảy qua nhảy lại Cuối cùng lại cười lên một chàng Lão bạt tức lắm Vùng dậy mà sơ lên nắm đấm Cút đi cho ông ố Hãy để ông đấm cho một trận Thần sẽ cho cậu tiền Rất nhiều tiền Có tiền rồi thì có thể chữa bệnh cho con trai của cậu Bà ta đáp Khóe miệng như nở khẽ một nụ cười Khi nhìn thấy bộ mặt ngờ ngày của bà Thế nào Có muốn không Lão bạt trong giây lát có chút sững sờ việc con lão vào bệnh viện thì chỉ có ngoài lão Chỉ có mỗi Ninh biết Vậy người này vì sao lại biết được Hơn nữa còn biết cá đang thiếu thốn vấn đề tiền bạc nữa Có 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 tôi, tôi muốn Tôi muốn Được Bà già kia lại cười lên man dở Vậy điểm chỉ vào đây Đoàn bà ta lại đút ra một tờ giấy đã nhỏ nát Ở bên trên viết một đống thư ký tự Mà khá không thể nào hiểu nổi Thậm chí là không phải loại ngôn ngữ của con người Phần bên dưới có một vài dấu điểm chỉ Thế nhưng đều đã bị gạch chéo Bà già kia đưa tờ giấy tới trước mặt lão Bảo chỉ cần điểm chỉ vào đây Là gã sẽ có được thứ mà lão muốn Lão bạt nghe vậy thì cũng vội đưa tới ấy thế nhưng lại rụt lại Trong lòng một sự nghi ngờ dâng lên Vậy tự nhiên tôi có được thứ tôi muốn sao Bà già kia có một chút mở to mắt Chỉ hai cái răng vậu vào sát mặt của gã mà lầm bầm Có Cậu sẽ mang nợ Nhưng chả ít thôi Tôi là thần mà Cũng có cần gì nhiều đâu Vậy bà cần gì Một thứ quý báu Điểm chỉ đi Rồi cậu sẽ có thứ mà cậu muốn Lão bạc thở hát ra một hơi Thứ quý báu kia rốt cuộc là cái gì các có phần suy nghĩ ấy thấy những nghĩ đó là vàng hoặc kim cương chăng nhưng thứ đó quả thực rất quý báu lại nghĩ sau khi điểm chỉ xong thì muốn bao nhiêu vàng hay kim cương mà chẳng được lúc đó bà ta muốn bao nhiêu mà chẳng có vậy thì vụ làm ăn này lão lại chắc chắn rồi khoan đã nếu như lúc đó tôi không trả nợ cho bà thì sao tôi tôi không muốn phải mắc nợ bà không trả cũng được Ta là thần Ta có lòng bao dung mà Bà ta vẫn không ngớt lời nị non Tới lúc này thì bà cũng chẳng thèm để tâm gì nữa Vì con gã Thì với cái giá nào gã cũng chấp nhận được hết Vội vàng đưa tay ấn mạnh vào tờ giấy kia một cái Cả khung cảnh bỗng dưng tối đen lại như mực Bà già kia cũng tan biến vào làn sương khói Chỉ còn lại vất vưởng Từng tiếng cười the thé như xoáy sâu vào trong đầu của bà anh bạt anh bạt dậy dậy đi làm anh bạt ơi lão bạt vội lật tung cái áo mà choàng dậy hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi ấy thế nhưng nó thật đến cái mức khiến chính bạt còn không tin đó chỉ là một giấc mơ anh vừa mơ một giấc mơ lạ lắm mơ với mộng cái gì thôi đi làm muộn giờ rồi đấy ninh thúc giục ngày hôm qua gã cũng bị đám người băng đảng kia cướp sạch tiền. Bụng đã đói giờ lại càng thêm đói. May mắn là ở tại chỗ làm người ta cũng hỗ trợ bữa trưa, thế nên cũng chưa đến mức là cả người. Anh vừa mơ có bà Tiên, bà bảo anh điểm chỉ vào tờ giấy là có tiền cứu thằng Toàn chú ạ. Vừa đi trên con đường tới chỗ làm, Lão Bạt vừa kể lại cái giấc mơ kỳ lạ đêm qua cho Ninh nghe. ấy thế nhưng, gã chỉ cười trừ mà rằng. Anh điền nó vừa thôi Ở đây là trời Mỹ Chứ có phải ở Việt Nam đâu mà Tiền biết nói tiếng Việt cho được Hôm qua anh đi làm mệt quá Nên sinh ra mộng mị đấy Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế Anh nói thật Bà già ấy còn biết cả chuyện Anh đưa thằng Toàn vào viện cơ mà Anh nói điều với chú làm gì Thôi Anh bớt nói lại đi Càng nói lại càng đói đấy Để sức đấy mà còn đi làm đi ăn nữa Nghe lời Ninh nói thì cũng không hẳn là không có lý Chắc là do lão quá ưu tư về việc đứa con đang nằm viện Nên sinh ra ảo tưởng mà thôi Chứ nếu đúng thực là gã đất điểm chỉ Thì cớ làm sao đến tận bây giờ Vẫn chưa có đồng nào rơi vào người lão đây Một hồi sau thì cũng đến khu xưởng Một ngày làm việc bình thường lại bắt đầu Cả hai cũng cố gắng hết sức lực để không chậm trễ một kiện hàng nào. Gã chủ thấy hai người châu Á này có vẻ siêng năng nên đặc biệt tặng thêm một phần cơm trưa nói để cho hai lão có đủ sức mà làm ca chiều cả lão bạt và ninh cũng chẳng từ chối ấy thế mà ninh chỉ làm loáng một cái đã hết nhắn hai suất cơm riêng lão bạt lại gói ghém cẩn thận một suất có đùi gà vào trong áo nói cái này để tới chiều đem vô cho con lão dù ninh nói là trong bệnh viện gã cũng đã trả tiền để thằng bé có thể được ăn đủ ba bữa kêu lão cứ ăn cho no ấy thế nhưng bạt vẫn nặng nặc không nghe nói rằng sợ con lão ăn không hợp thức ăn thì cũng có cái đùi gà này để mà cầm hơi ninh nghe đến thế thì cũng mặc kệ sau bữa cơm cả bạt và ninh liền tìm một bóng dâm mà nghỉ ngơi mới nằm được một lúc để dành sức cho ca làm chiều thì đột nhiên lão bạt lại quay sang và vỗ vỗ vào vai của thằng ninh giọng nói có phần hốt hoảng ninh ninh nhìn xem Nhìn xem có phải chị dâu của chú kia không Vợ Vợ cũ của anh ấy Nhìn xem phải không Thôi anh ơi Anh vừa ăn cơm xong rồi chứ có phải là đói đến mức hoa mắt đâu Làm gì có chuyện ấy Nghỉ đi Nghỉ chiều còn làm việc tiếp nữa Cứ bà hòa mãi lại hết giờ nghỉ trưa đến nơi đấy Anh nói thật kia kìa Chú nhìn xem có thấy giống không Anh thì không lẫn vào đâu được đâu Cái nốt ruồi ở chỗ bắp đùi to tổ bố kia kìa, kìa. Vừa nói Tay gã lại chỉ đông chỉ tây như để Ninh có thể chú ý Đến lúc này thì Ninh cũng bực ấy thế nhưng cái tính hiếu kỳ thôi thúc Nên gã cũng loạn quạng mà bỏ dậy Chố cái ánh mắt theo hướng của lão bà trì Ngay sau một giây Cả gã liền há hốc mồm Cả cơ thể loạn choạng mất thăng bằng suýt chút nữa lăn luôn xuống dưới đất đúng, đúng Đúng rồi, đúng rồi anh ơi Cái con mẹ đĩ nhà anh đấy, không sai được đâu Em nhớ rõ lắm Lúc đến nhà chơi mấy lần Cái kiểu hất tóc kia thì không sai vào đâu được Ở cách hai gã chỉ quán chưa đầy 50 mét Một người phụ nữ da trắng muôn mốt Ăn bận trên người một chiếc váy hở trên hở dưới Để lộ cả cầu vai Lẫn nửa phần ngực ngộn ngột Bên cạnh à là một tên người Việt Mặc vét trông lịch lãm lắm Cả hai đang cùng nói chuyện vui vẻ với người chủ của Ninh và Bạt Trông điệu bộ thì chắc đang bàn chuyện làm ăn Tổ sư còn đi không ngờ lại gặp nó ở đây lão bạt khổ cạc trong cỏ họng có vẻ như lão vẫn còn giữ trong mình cái nỗi bất hận về một mụ vợ lăng loan thôi anh ơi giờ người ta là của đại gia rồi nói anh đừng buồn chứ anh với thế nào được nữa thì anh có ý gì đâu lão vội phân buồn ngay ấy thế nhưng chưa qua nổi một giây gái như này ra một ý nghĩ gì đó Chẳng lẽ phải ra đó ngửa tay xin tiền mụ đàn bà kia Khốn nạn cho lão Là không ngờ có cái ngày này Nhưng thôi Liêm sĩ thì bây giờ cũng không mài ra mà cứu con lão được Đành phải muối mặt một phen Nghĩ đến thế Lão bạt vội tràng dậy Nhắn với thằng Ninh cứ ở tại đó Bản thân ngay lập tức chạy sồng sọc ra Mà túm lấy cái đuôi váy của mụ vợ cũ Chào chị Lão cất giọng mụ vợ cũ của lão có phần giật mình. Những tưởng ai đó có ý định sàm sỡ, trong miệng đã định phun ra mấy từ tục tiễu thì liền nhận ra là lão bạt. Ở ờ, ông, là ông. mụ ta á khẩu, ngay lập tức cái nhân tình của mụ ta quay lại sấn ra sấn sổ đến trước mặt của bạt mà hạnh hoẹ. Ở ờ, ấy anh là bà con ở Việt Nam của em. mụ vợ cũ của lão bạt vội can. Nghe vậy thì tên nhân tình kia cũng thôi Lại nói mấy câu đại ý như xin lỗi Lão bạt trong bụng dù đang căm thù lắm Ấy nhưng mà vẫn phải mỉm cười cho có lẽ Ông đi ra đây, chỗ này không tiện Nói đoạn, mụ ta lại kéo lão bạt qua một góc kín Đến lúc này mới mở lời Ông muốn cái gì? Ở nhà đã ám tôi chưa đủ à? Còn tìm tín tận sang đây Sao không chết quách với mấy cái con đĩ ở quán bà ông hay đến đi còn vác cái mặt sang tận đây làm gì Mụ ta nói như tát nước vào mặt Có vẻ như cũng chẳng vui vẻ gì Khi nhìn thấy lão bạt ở đây Còn ốm tôi đang thiếu tiền Cô có niệm tình xưa nghĩa cũ Hay chỉ ít là nghĩ đến con thì cho tôi ít tiền Đợi sau khi chữa bệnh xong cho nó Thì tôi sẽ trả lại tiền cho cô Lão bạt cúi gằm mặt Ánh mắt như không dám đối diện Lão nghĩ rằng với cái thân phận hiện tại Thì ít ra mụ vợ lão sẽ lo được cho khoản viện phí kia Thôi, ông đừng có nói nữa Ngày trước ông hết nói là mẹ ông ốm, bố ông tai nạn Rồi thì cụ kỵ tổ tông nhà anh đến ngày mừng thọ Còn có cái lý do gì để anh không vòi vĩnh từng các bạc của tôi không? Đến bây giờ, ông còn lấy cái lý do còn ốm để hỏng lừa gạt tôi nữa Ông không sợ trời đánh à? Tôi nói thật, nếu như tôi chỉ đơn giản muốn kiếm tiền từ cô Thì cũng có thể lấy cái việc cô là vợ cũ của tôi đi mách lẻo với thằng chó chết kia Để làm tiền rồi Nhưng bây giờ tôi vào thế khó Chỉ xin cô tiền để chữa bệnh cho con thôi Lão bộc bạch Nhìn gã lúc này cũng chẳng có nét gì của một kẻ đã từng gian manh cháo trở nữa Hơn nữa nghe đến việc thằng con đang bệnh nặng Thì cho cùng một vợ cũ cũng không khỏi xót xa Bao nhiêu? mùa hỏi trong tay đã chuẩn bị mở ví hai nghìn đô cái gì hai nghìn đô ông định lừa tôi đấy à bệnh gì mà phải chữa mất những hai nghìn tôi nói thật không chữa kịp là sẽ thành lao phổi đến lúc đấy không chữa được nữa đâu thế ông tưởng tôi sang cái đất bo xa này để làm đĩ đấy à số tiền lớn như thế tôi biết kiếm ở đâu ra bây giờ đoạn mùa đút ra tất tần tật số tiền trong ví Điều đó chỉ khoảng 200 đồng lớn mà đưa cho gã Tôi có từng này thôi Tôi đến với người ta cũng chỉ vì tình cảm Chứ thực chất không phải vì ông ta có tiền Ông hiểu cho tôi Cầm số tiền này được cút đi Từ nay tôi với ông coi như là người dưng nước lã Dứt lời Một thùng thẳng quay người mà cất bước về chỗ gái nhân tình Lao bà đứng ngây người Nắm chặt đống tiền trong tay mà ớt ức đến nghẹn họng. 200 đồng để bán rẻ đi những thứ nhân cách còn sót lại. Anh bạn, anh bạn. Ở đằng sau, Ninh nói vọng lên mấy tiếng thê thế như để khỏi lão lại. Khẽ nuốt ngược cái dòng nước mắt về lại con mắt đang đỏ hoe, lão liền lên tiếng. Cái gì? Anh đòi tiền mụ à? Thế mụ có đưa không? Ninh hỏi, ấy thế nhưng cũng vừa kịp nhìn ra những nỗi niềm của lão. Đây, còn đi ấy đưa cho anh có từng này Từng này thì làm sao mà đủ cho được Lão bạt thở dài Lại nằm bẹt người xuống tấm ván gỗ Mà suy nghĩ miên man Mới thoáng đó mà đã hết một ngày làm việc Lại kết thúc Lệ cái thân ẻo oạt về trên cái đoạn đường tấp nập Lão bạt nói muốn đi thăm đứa con ngay Vì lo lắng lắm rồi không biết từ đêm qua tới giờ nó có lên cơn sốt nữa hay không Ninh cũng ngậm ừ đồng ý cả hai lại chia tay nhau ở một cái ngã ba cách khu ổ chuột không xa. Độ 10 phút sau thì lão bạt cũng đã tới gần đến cửa bệnh viện. Thế nhưng bất chợt cái sự chú ý của lão lại va vào một đám đông đang đứng túm tụm ở một góc khuất của bốt điện thoại công cộng. Có vẻ như tò mò, cả cũng chạy lại xem thử, thì thấy ở đó là một sòng cá cược. Luật chơi khá đơn giản. Người chủ sới đưa ra ba lá bài, trong đó có một quân át bích. Sau khi người này trộn nháo liên hồi thì người chơi sẽ đặt tiền để đoán xem con át kia ở đâu. Lão Bạc nhìn thấy thì ngứa tay lắm. Cái hồi ở Việt Nam những món cờ bạc trai gái gã có thiếu món nào đâu. Ấy thế nhưng bây giờ trong tay chỉ còn vòn ven vài trăm bạc, nếu như thua hết. Lão Bạc lại chép miệng một cái, chơi một ván thôi, duy nhất một ván, nếu thua thì thôi, còn nếu thắng thì có tiền để mua cho đứa con đang bệnh tật một bữa cơm ra trò nghĩ thế lão rút từ trong người ra một tờ mười đồng nhăn nhúm mà đặt xuống vị trí quân bài ở chính giữa gã chủ sòng nhìn lên thấy là một kẻ châu á thì có một chút lo lắng ấy thế nhưng cũng phải lật bài ngựa vì mọi người cũng đã đặt tiền hết rồi ấy thế nào ván bài đó lão bạt lại đặt chúng gã mừng lắm nhảy cẫng lên như thể vừa nhặt được vàng được đà gã cứ thế đặt thêm giam chục ván. Kể ra đây không phải là sự may mắn, vì chính tên chủ sòng đã chơi trò gian lận để giấu quân át kia đi. Mà thế nào ở vị trí lão bạt đặt tiền lại vẫn xuất hiện cái lá bài oan nghiệt ấy? Sau khi thua mất mấy trăm đồng cho lão, tên chủ sòng như thấy được điều kỳ dị. Gã chỉ thẳng mặt lão mà thốt lên mấy tiếng. Ác quỷ! Mày là ác quỷ! Rồi cùng mấy kẻ khác chạy biến đi mất lão bạt không hiểu chuyện gì ấy thế nhưng đếm sơ sơ gã cũng đã thắng được mấy trăm đồng gã sướng lắm sướng đến run người chạy một mạch vào bệnh viện tới phòng của con lão đang nằm còn không quên lấy cái đùi gà mà gã đã giấu từ bữa cơm trưa lúc này cũng đã có mùi thiêu hỏng đưa cho con lão ăn ăn đi con một lát nữa bố sẽ kêu bác sĩ đến khám cho con con nhé nhìn lão ân cần lắm Đợi cho thằng Toàn ăn xong Thì gã cũng đi tìm gặp tên bác sĩ Thực tế cũng chẳng thể nói được gì Chỉ có thể dúi mấy trăm đồng Mà chỉ chỉ về đứa con đang nằm trên giường Ý nói hãy chăm sóc tốt cho con lão Cả bác sĩ cũng hiểu được đại khái Cũng gật đầu để lấy lệ Rồi đi biệt về với cuối dãy hành lang Lúc này xem ra lão bà đã ngờ ngợ Về cái giấc mơ đêm qua Chẳng lẽ đó là thật Chẳng lẽ lão sắp giàu to sao Như vậy thì quá tốt rồi Cái này phải nói phúc đức 70 đời ông bà để lại Lão vẫn chấn lắm Cầm trong tay mấy trăm đồng bạc còn lại Mà lao thẳng đến một casino nhỏ Ở gần trung tâm thương mại Nhìn lại từng ánh đèn Mùi rượu vang thoang thoảng Hay cả những cô em ăn mặc thiếu vải Làm lão bạt có một phần tư tưởng về quá khứ Ngày ấy nhà lão cũng chẳng phải túng thiếu gì bố lão có cả một đồn điền cao su ấy thế nhưng khi cách mạng giải phóng thì những tài sản tư bản theo phen quỵ quyền như lão lại trở nên khốn đốn từ một công tử đủ một cái lão đã trở thành một tên lái buôn khố rách áo ôm nói là lái buôn thì vẫn còn sang chứ thực ra chỉ có ngày ngày lái xe ba gác trở lỡ đến từng gian hàng trong chợ bến thành đến cuối cùng vì muốn tìm lại cái cuộc sống dư giả mà mới tìm đường sang đến đây. Vì không phải lần đầu, thế nên lão cũng không lạ lẫm gì lắm. Sau khi đổi mấy trăm đồng thành chip, thì liền đến một môn đỏ đen ăn thua lớn nhất, đó là bàn tài xỉu. Lão tin là với cái điểm lành đêm qua, thì lão sẽ kiếm được bộn tiền. Ấy mà chẳng phải lão nghĩ một điều viện vông thế. Chỉ sau có mấy ván thì từ con số mấy trăm đồng ban đầu, gã đã, đã nhân lên được những hơn 200 ngàn. Lúc này thì những nhân viên quản lý cũng đã chú ý đến lão. Thế nhưng cũng phải lắc đầu vì không thể phát hiện được trò gian lận. Đơn giản bởi lúc xúc sắc chưa được tung xong thì lão đã đặt tiền. Vậy gian lận ở đâu? Sau khi ôm trong tay được những một triệu rưỡi Mỹ Kim thì lão bạt đã sung sướng tới phát rồ. Lão chưa từng nghĩ đến một ngày có thể cầm trong tay một số tiền lớn khổng lồ đến như thế này. Còn đang định chốt hạ một ván một ăn một thua, thì nhân viên trong casino đã mời gã vào phòng đàm phán. Cũng may là bị có phiên dịch viên, nên cũng hiểu được đại ý rằng đây chỉ là sòng bạc nhỏ. Lão đã ăn được nhiều như thế, thì nên thỏa mãn mà rời khỏi. Họ cũng chỉ là phận làm ăn mà thôi. Cũng chẳng sao, với một số tiền lớn đến thế này thì xem ra lão bạt cũng đã mãn nguyện lục tục đứng dậy đi đến quầy để đổi tiền còn hào phóng tiếp cho nhân viên cả trăm đồng bạc ôm trong tay cả triệu đô la gã không thể hình dung được rằng vài tiếng trước mình là một kẻ bốc bác bẩn thỉu thế nhưng việc cần làm bây giờ là gì đây phải rồi lão phải ăn uống thật no say để trả thù lại những tháng ngày lão phải chịu cùng cực sau đó phải mua một căn nhà thật lớn còn phải lớn hơn cái căn nhà ở Việt Nam nữa. Vội ba chân bốn cẳng phi về cái góc ổ chuột mà kéo Ninh chạy sồng sộc ra ngoài. Gã không kìm được mà mở cái vali tiền ra he hé. hé. Chú thấy không? Anh đã bảo mà. Có thần thật đấy. Thần cho anh tiền đây này. À, anh, anh đi trộm cướp ở đâu thì mang trả lại cho người ta đi. Để cảnh sát túm được thì ngồi rũ tù ra đấy không ai cứu nổi anh đâu. Thằng Toàn còn đang nằm viện đấy anh nói thật đây đây chú nhìn xem còn có hóa đơn lẫn giấy xác nhận chuyển từ chip thành tiền mặt của casino đây anh thắng được tiền thật mà chú không phải lo th th thật anh 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 trúng tiền thật Ninh hốt hoảng lại nhìn kỹ cái hóa đơn một lần nữa xem có phải là thật hay không ấy nhưng có cả con dấu ở đây thì sai làm sao được lão bạc đã thực sự trở thành người giàu có thật rồi thế anh mau đi cứu thằng Toàn đi Nhanh lên kẹo không kịp Ừ Nhưng nhưng mà anh bảo Lão Bạt cười cười Lại nhìn ngang ngó dọc một hồi Mà mở cái vali ra Rút từ trong mấy sấp tiền Mà ném cho Ninh Anh kêu chú sang đây làm ăn Bây giờ anh có tiền rồi Thì chú cũng phải có Ờ, ờ anh Ninh có một chút ái ngại không có nhưng nhị gì hết Giờ tôi còn mỗi chú với thằng Toàn Không cho chú thì cho ai Nên nghe vậy thì cũng xuôi Một tay nhét tiền vào trong mấy cái túi áo Mà vẫn chấn hẳn Đi Giờ đi ăn đi Anh với chú phải ăn thật sang mồm Tổng những cái món sơn hào hải vị Để bỏ cái công anh được thần ban cho bao nhiêu là tiền Ninh còn chút tần ngần ấy thế nhưng giờ hai gá cũng đã có tiền Một bữa ăn cũng đâu đáng là bao đâu khổ đã tận thì cũng phải đến lúc thái lai rồi. Nhắm mắt một cái mà cũng đã qua hai ba ngày, viện phí của thằng Toàn đã lo liệu xong. Lão Bạt hôm nay cũng đã nhờ Ninh liên hệ với công ty địa ốc, tìm được một căn nhà chung lưu, cỡ vài chục ngàn giá rộng rãi. Có hai lầu, nằm ngay sát mặt đường trong dãy căn hộ. Trước sân còn có một cái hồ bơi khá rộng, nội thất cũng đã đầy đủ, chẳng thiếu thốn thứ gì chỉ có điều là căn nhà này hơi cũ vì mấy năm nay bất động sản chứng lại căn nhà này cũng đã lâu rồi chưa ai mua ấy thế nhưng mà thôi không sao chỉ với hai bố con lão thì ở rộng ra cũng chỉ tốn công lau dọn anh bạt em thấy cây nhà này cứ sao sao ấy anh ạ à? sao là sao thế nào chú nói rõ ra xem nào lão bạt nói lại thấy cái thái độ lấm lét của thằng ninh có chút kỳ quái thì có chút thắc mắc anh thấy đấy cái nhà rộng thế này mà giá chỉ có gần hai mươi ngàn mà lại có đầy đủ nội thất nữa mà nhớ em bảo em cứ thấy cái nhà này lành lạnh sống lưng sao ấy anh ạ lão bạt tưởng chuyện gì to tát lắm lập tức cười lên hành hạch thì bạn ấy thằng tây kia cũng bảo là dạo này địa ốc nó xuống Do kinh tế thoái hóa gì thì đấy còn gì Thôi chu vô siêu thị mua cho anh con gà Ờ vài món nhắm nữa Rồi anh em mình về làm cái lễ tân gia Nói thêm vài câu Thì nên cũng đứng dậy mà đi ra ngoài Ngày mai sau khi bàn giao nốt tiền Thì căn nhà này sẽ thuộc về Lão Bắc Đứng cạnh cái sofa Vẫn còn bọc vải trắng Mà nhìn ngắm từng góc cạnh Lão thỏa mãn lắm ấy thế nhưng bây giờ khi bình tâm nhìn lại thì quả thực là có một chút gì đó hơi lạnh gáy thật. Từ những đồ vật bày trí không theo quy củ bình thường, đến những bức tranh biếm họa nguyệt ngoạc trên tường. Mọi thứ cứ như đang nhìn chằm chằm vào lão vậy. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ cứ dâng lên ngày càng rõ rệt. Nghĩ đến đó, lão bạt lắc đầu mà chép miệng một cái. Có lẽ lão đã khổ sở một thời gian, bây giờ đột ngột được sung sướng thì có lẽ vẫn chưa quen hẳn. Rồi thời gian sau, gã cũng sẽ quen nhanh thôi với cái cuộc sống màu hồng đang được phơi bày ngay trước mặt này. Cỡ hơn tiếng sau thì Ninh cũng quay về với lĩnh kỉnh đồ đạc. Nói là đồ nhắm nhưng cũng chỉ tạt toàn đồ ăn nhanh cùng vài đồ hộp. Vì nhà lão bạt chưa kịp lắp đường ống ga không thể nấu nướng gì nhiều. Sau khi ăn uống no say, lúc này cả hai mới bắt đầu lịch kịch cỡ bỏ hết những tấm vải trắng bám đầy bụi ở tất cả những thứ đồ nội thất đến khi tới cuối góc tường bên trái của phòng khách đến lúc này thì ninh mới để ý đến một sự lạ ngay lập tức kéo lão bạt lại mà cất giọng anh bạt nhìn xem tay ninh chỉ về một bức tranh vẽ một người phụ nữ ăn mặc theo lối cận đại tay ôm một con thỏ đen vẻ mặt như đang cười lên một cách bí hiểm ôi dào anh có biết tranh với ảnh gì đâu Mấy cái thứ này chú cần gì phải cho anh xem Không phải Ý em là anh nhìn xem có cái gì lạ không Lão bạt nghe vậy thì cũng cố nhau mắt nhìn ấy thế nhưng một hồi cũng chẳng thể thấy được gì Anh có thấy cái mẹ gì đâu Thôi chú thích thì cứ ở đấy mà ngắm Anh lên lầu xem như nào đã Khổ lắm Anh không hiểu à Nình nhíu mày Em bảo là tại sao mọi thứ đồ trong căn nhà này đều được bọc lại kỹ càng Mà bức tranh này thì không Mà kỳ lạ là ở trên còn không có lấy một hạt bụi À ừ, giờ chú nói anh mới để ý Thế này là thế nào nhỉ? Cả hai lại bắt đầu suy nghĩ ấy thế nhưng bản tính thô kệch như lão bắc thì không thể nào nghĩ được Những thứ sâu xa Sau một hồi không thể kết luận nổi thì nói bản thân còn phải đi lên tầng 2 để dọn dẹp nốt. Trong vài ngày nữa, thằng Toàn xuất viện thì còn có chỗ ở đàng hoàng. Nói đoạn, lão cũng phi lên trên lầu, mà kẻ ninh vẫn đứng đó đăm chiêu về bức tranh lạ. Chú lên đây, phụ anh một tay. Cây giường nó nặng như con à tịnh anh khiêng không nổi chú Ninh ơi. Từ trên lầu, lão bạc nói vọng xuống làm phá tan sự trầm lắng. Ninh có một chút giật mình bây giờ gã mới nhận ra rằng tại sao bức tranh này lại có ma lực đến thế làm gã đứng tận ngần một hồi như kẻ vô hồn nghĩ vậy nhưng cũng không để ý cho lắm nên vội vàng chạy sồng sọc lên trên tầng trên tới cái phòng ngủ mà lão bạt đang hì hụi kê lại mấy tấm nệm mà giúp một tay thế nhưng gã không hề biết rằng ở đằng sau người phụ nữ trong bức tranh kia cũng từ từ liếc ánh mắt như để dõi theo từng hành động độ cỡ một tuần sau thì đứa con trai của bạt thằng toàn cũng đã được xuất viện tình trạng khá ổn thỏa thế nhưng bác sĩ có dặn dò cho lão bạt rằng căn bệnh quái ác này vẫn như một đốm than đang cháy âm ỉ sau này nhất định phải chú ý nếu không rất dễ tái phát nghe vậy thì lão bạt cũng lo ấy thế nhưng bây giờ lão cũng đã có tiền rồi còn sợ gì bệnh tật nữa đón đứa con trai yêu quý về căn nhà mới những tưởng thằng bé sẽ vui vẻ vì không phải chịu cái cảnh màn trời chiếu đất cùng lão bạt nữa ấy thế mà vừa mới bước chân vào căn nhà thằng bé liền tỏ thái độ sợ sệt lập tức quay qua lão bạt mà níu níu lấy cái vạt áo nhà này không ở được đâu bố ạ nghe thằng con nói vậy thì lão đâm ra buồn hẳn vội ngồi thụp xuống đất mà đặt tay lên vai của nó sao lại không ở được nhà thì hơi cũ thật ấy thế nhưng mà cái nhà này là to nhất trong khu này rồi Con không thích à? Thằng Toàn không đáp Nó cứ im lặng thế một lúc rồi mới bật ra được vài chữ Con muốn mẹ về cơ Một câu nói như cứ mạnh và tim lão một cái đau nhói Phải rồi, dù nhà cao cửa rộng Tiền nhiều đi nữa thì làm được gì Nó vẫn còn là một đứa bé Cái nó cần vẫn chỉ là một vòng tay Một hơi ấm của người mẹ Ngoan, nghe bố, mẹ đi xa rồi. Còn lâu lắm mẹ mới về cơ. Bây giờ con phải học giỏi vào. Học giỏi thì mẹ sẽ nhanh về với con. Con được đi học hả bố? Mắt thằng bé như sáng ngời lên. Lão biết nó cũng thích đi học lắm. Dù gì thì đời lão cũng đã thất học rồi. Chỉ ít cũng phải để thằng bé biết được cái con chữ ra làm sao. Ở trong bếp, định đã nấu sẵn một bàn ăn để đợi hai bố con trở về đợi cho mọi người an vị xung quanh cái mâm cơm để huề thì gã mới nói em nghĩ kỹ rồi anh em mình phải làm cái gì đấy chưa không thế này đến của núi cũng sập mất thế chú định làm cái gì nữa lão bạt hỏi bàn tay lấy một cái đùi gà mà để vào trong bát của thằng toàn em định mở một quán đồ ăn nhanh nói chung cái này cũng dễ làm thôi em thấy mấy quán xung quanh đây làm rồi Chẳng cầu kỳ làm mấy đâu Anh xem nếu mà thích thì anh em mình làm chung Lời lãi tính sau Nghe vậy thì lão bạt vội cười hành hạch Khổ Giờ mình là người có tiền rồi Việc chó gì phải lan xả như thế Vô tư đi Tìm cái nghề nào nhàn nhã mà làm Tiền gửi ngân hàng Cái lãi cũng là đủ đóng thuế rồi Còn lo nghĩ cái gì nữa Lại nói Anh à, mấy hôm nay cũng xem rồi Thấy cái nghề cò đất À, à không Cái gì mà tư vấn bất động sản Đúng rồi Cái nghề này được phép đấy Chú tính đi có mỗi cái việc đưa người ta đến xem nhà Chốt giá một cái là được ăn mấy ngàn tiền hoa, hoa hồng Chẳng phải bỏ vốn liếng gì cả Tốn thì chỉ tốn nước bọt thôi Hơn nữa dân nhập cư ngày càng đông Mà ai cũng cần nhà cả Hốt bạc đây chứ chả chơi đâu Nghe lão nói vậy thì Ninh vội phủi đi ngay gã nói anh cứ đếm cua trong hàng thế à bây giờ không có khách thì anh biết làm thế nào chẳng lẽ treo mồm lên trên trần nhà à? bán đồ ăn thì ít nhiều gì ngày nào cũng có khách một tháng cũng lời ra mấy ngàn đồng chứ ít ỏi gì lại còn chắc lép hơn cái nghề môi giới của anh còn chưa tính là mình còn chưa có thể nhập cư làm mấy cái ấy con mà bị công an nó tóm được thì con mà vỡ mồm đấy Chú lúc nào cũng sợ đông sợ tây Như chú thì biết bao giờ mới khá lên được Nịnh thở hắt ra một hơi Có vẻ như gã cùng với lão bạt đã không còn chung được quan điểm Nói nhiều nữa thì cũng vô ích Bội tập nốt cốc bia rồi nói có việc bận phải về trước Lão bạt cũng chẳng tiễn Nếu đã có chí hướng riêng thì lão chẳng thể nào ép được Coi như là cái số ông trời đã định vậy Kệ cho thầy nhà mày ông đã vẽ đường sáng cho mà đi còn không chịu nghe để xem cắm mặt vào cái quan ăn bé tí thì bao giờ mới khá lên được lão lẩm bẩm lại tiếp tục cắp lấy gắp để thức ăn vào trong bát của thằng toàn sao bố với chú ninh lại cãi nhau thằng toàn ngơ ngác hỏi ờ uh, không không phải cãi nhau ờ uh, bố với chú ninh bàn chuyện không phải cãi nhau đâu ăn đi con ăn nhanh kẹo đồ ăn nguội hết bây giờ. Vì để chuẩn bị cho đứa con trai của lão được đi học, thì chỉ ít thằng Toàn cũng phải biết đôi ba từ tiếng Mỹ. Lão cũng muốn học để sau này tiện cho công việc. Nếu như gặp đối tác nước ngoài thì còn bỗ bã được vài câu. Ngày hôm sau, lão ra chạy đông chạy tây tìm một chỗ để cha con lão có thể học giao tiếp bằng tiếng Anh. ấy thế nhưng lão không thể ngờ rằng, một lần nữa lại gặp một người không nên gặp ở ngay trong cái lớp học tiếng mỹ này sao lại gặp anh ở đây dạo này phất lên khối đấy nhỉ biết là bận cả đồ vét cơ à người đàn bà trước mặt cười khẩy bàn tay phất phất vào cái vạt áo của lão bạt là vợ cũ của lão cô còn chưa chết à không dám anh còn sống thì tôi chưa chết được Nghe giọng điều này làm lão bà sôi máu lắm. Cũng may là hôm nay lão đến đây một mình, chứ không chẳng biết ăn nói sao với đứa con của lão đây. Bà giáo? Bà giáo đâu rồi? Lão bà nói lớn tiếng làm cả lớp hơn 10 người đứng tuổi cũng phải chú ý. Đại khái đây chỉ là một lớp học tự phát được thuê bởi một người Mỹ gốc Việt mà thôi. Ấy, có việc gì? Chưa đến giờ lên lớp mà tôi đang bục giảng bà giáo viên người Việt đã qua tuổi 60 Đẩy cái gọng kính mà nhìn chằm chằm vào lão bạt Bà đuổi ngay cái con mụ này đi cho tôi Oh my god, tại sao lại đuổi? Lý do Bà ta sốt sáng lắm, dù không biết chuyện gì ấy thế nhưng đoán rằng hai kẻ này không phải kiểu quen biết bình thường Này, ông có quyền gì mà đuổi tôi? Mụ vợ chừng mắt thấy vậy lão bạt không nao núng mà rút ra năm ngàn đập thẳng lên bàn của bà giáo viên tôi yêu cầu bà đuổi con mụ này khỏi đây ngay ờ uh, cái này cậu làm khó tôi quá bà giáo ẩm ừ nhìn cái số tiền mấy ngàn đập lên thẳng trước mặt mà không giấu nổi cái chữ tham nổi rõ trên gương mặt thôi không phải đuổi tôi tự đi gớm nhỉ Ngày trước đến mấy đồng còn phải ngửa tay xin ấy vậy mà bây giờ vung không thấy tiếc nhỉ Lão bạc nhún vai lại đút ra thêm một ngàn Mà rúi vào ngực của mụ vợ cũ Tôi vậy cô hai trăm đồng Bây giờ tôi trả cô một ngàn Chúng ta mới chính thức ẩn đoạn nghĩa tuyệt Cút Lão như gằn lên Mụ vợ cũ thấy vẻ hống hách này thì tức tới ngàn họng vội móc mấy đồng tiền trong cái áo ngực mà quăng thẳng xuống đất một mạch bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại một cái lão bà xem ra hà hê nhặt lại một càn đồng dưới đất mà bỏ lại vào trong túi áo không lấy thì thối càng còn gã lẩm bẩm trong miệng phải công nhận từ hồi biết cái tiếng cái chữ cuộc đời gã đổi mới hẳn dầu dù hết các tầng lớp từ cao đến thấp để lấy mối quan hệ chẳng tiếc mà vung tiền vào những cuộc ăn chơi kéo dài hàng tuần lễ có khi tiêu tốn đến cả chục ngàn đô chỉ để đổi lấy một cái bắt tay thân mật với những kẻ có số má trong ngành địa ốc thời bấy giờ người ta nói có tiền mua tiền cũng được quả không sai bao giờ ngày hôm nay lão bạt có một cuộc làm ăn với đám dân nhập cư về vài lô đất nhỏ cũng chẳng kiếm được lời lãi bao nhiêu ấy thế nhưng đây là những bước chập chững vào nghề cho nên lão cũng hết sức để tâm tầm mấy cả đám người đang vui vẻ nói chuyện với nhau ở trong một bàn ăn của một nhà hàng thuộc hạng sang lúc bấy giờ đợi cho cái men rượu cũng đã ngà ngà lão bạt liền lôi vài chiêu trò của mấy kẻ đi trước truyền đạt mà bô bô diễn thuyết một cách thao láo bất tuyệt nào là giá nhà bây giờ vẫn thấp nào là đợi cho vài tháng nữa để địa ốc nóng trở lại thì có bằng rời tiền cũng chẳng mua nổi một căn nhà hạng xoàng Đám người kia nghe thì cũng gật cổ ấy thế nhưng có xuôi hay không Thì lão cũng chẳng hay Lại theo thông lệ Vẫn phải đưa cho mỗi người một bản giá cả Còn đang đợi bọn họ ý kiến ý cỏ thế nào Thì đột nhiên ánh mắt của Lão lại vô thức Mà nhìn ra phía bên ngoài tấm cửa kính Bên kia đường Một kẻ vô gia cư ăn mặc rách rưới Vẫn đang nằm co ro cạnh vài cái thùng rác Lão bạt có phần lờ mờ cố xoa xoa cặp mắt bị nhẹ đi bởi men rượu. Đến một hồi sau mới có thể xác định chắc chắn. À, là mày. Hóa ra lại là mày. Mày chết với bố mày rồi. Lão lẩm bẩm, không ngờ lại gặp tên vô gia cư ngày trước đã hành hung gã ở đây. Bàn chân loạn quạng kéo ghế, ấy thế mà vẫn cố tỏ ra lịch sự. tay đóng lại hai cái quỷ áo mà rằng Ông bà đợi tôi một chút Đoạn Cá cầm lên cái đĩa xúc cua trên bàn Mà chân trước đá chân sau Lê cái thân sặc mùi rượu ra ngoài cửa Một mạch đi về phía kẻ vô gia cư kia Hóa xa là may à Lão bạt cất cái giọng tiếng Anh khó nghe Vừa dứt câu cá lập tức ngồi thụp xuống Trước mặt tên vô gia cư kia Bàn tay cũng rút vội trong túi ra vài trăm đồng Đặt sướng trước mặt hắn Mà cười mỉa mai cái này, cho mày. Đợi cho kẻ vô gia cư kia đang tính thò tay xuống nhặt mấy đồng tiền kia, thì lão bạt cũng đưa bàn chân dẫm mạnh xuống một cái. Nghiến răng, khiến lợi thất lên từng chữ. Đây là cái giá mày phải trả cho việc hạ nhục tao. Tên vô gia cư kia chú chéo lên một tiếng, có vẻ như đau đớn lắm. Bàn tay của hắn cũng từng lúc từng lúc kêu lên răng rắc, bởi các khớp xương bị đế giày của lão bạt dẫm cho vỡ vụn. Có lẽ đến đây, lão bạt cũng đã thỏa mãn. Bàn tay đang cầm bát súp cũng đổ ụp lên đầu của tên vô gia cư kia, rồi cười lên man dại. Thế nào? Vui không? sung sướng không? Những thứ này là còn nhẹ đấy. Đừng để tao phải bắt gặp mày một lần nữa. Cút! Tên vô gia cư kia đang đau đớn lắm ấy thế nhưng mà khi nhìn thấy kẻ mà chị mới dạy thôi cũng là hạng cùng quẫn mà bỗng chốc đi ra từ một nhà hàng hạng sang mặc trên người bộ đồ lịch lãm như thế thì cũng lấy làm khiếp sợ và trần bốn cẳng mà lao đi một mạch lão bạt có vẻ như hà hê cười không ngậm được miệng mà quay trở lại trong nhà hàng lúc này cũng đã có một hai người có vẻ như ưng thuận với mức giá của lão đưa ra nên đề nghị ngày mai sẽ đi xem nhà luôn. Vậy là cuộc làm ăn đầu tiên của gã cũng đã thành công suôn sẻ. Chào tạm biệt mọi người, thì cũng vào gần 11 giờ đêm, đánh chiếc xe Toyota mới cứng quay trở về căn nhà một cách mệt mỏi. Lão bạt với cánh tay đập cửa bùm bụp mấy tiếng, thì thằng Toàn cũng nhanh nhẹn mà mở cánh cửa từ trong nhà ta, đưa ra một bức tranh mà nó đã cặm cụi vẽ cả tối hôm nay ra khoe. Bố ơi, Xem này, đây là bố này, đây là con này, đây... Thôi bố mệt lắm, để bố đi ngủ mai còn đi công chuyện sớm nữa. Cá gạt thẳng toàn qua một bên, vô tình làm rơi bức tranh của nó xuống đất. Cái hơi men như có thể đánh cục lão bất cứ lúc nào. Bây giờ lão chỉ muốn ngủ một giấc thật yên bình mà thôi. Bố lại say à? Thằng Toàn gọi với theo Chị nghe thấy vang từ trên lầu xuống một tiếng ử lạnh lẽo của lão bạt Thằng Toàn có vẻ buồn lắm Hai hàng lông mày rũ xuống Ánh mắt lại nhìn về bức tranh dưới đất Hình ảnh ba người nhà nó vẫn cứ ám ảnh nó không thôi Một trí não non nớt vẫn không thể hiểu được rằng Tại sao bốn mẹ của nó lại phải rời xa nhau Để bây giờ nó phải chịu cái sự thiệt thòi như vậy Nó biết mẹ nó cũng chẳng về nữa đâu chỉ là có phần không đành lòng Cả mấy tuần trời nó chỉ đi học Rồi ở một mình trong cái căn nhà rộng thanh thang Lão bạt từng ngày dọn về đây cũng bận bịu hơn nhiều Không còn thời gian Thậm chí là một phút nằm ôm nó ngủ Giống như trước đây lão đã từng Có đôi lúc Nó lại nghĩ rằng có khi nào bố nó cũng sẽ bỏ đi hay không Nếu như vậy thì nó biết sống với ai đây Có muốn chơi không? Từ đầu đó trong cái phòng khách tối tăm Một giọng nói khủng khục vang lên Nó cứ vang vẳng như từ một nơi nào đó vọng về Làm thằng Toàn tái mét mặt Không Cháu cháu không chơi nữa đâu Cháu sợ lắm Cháu Chơi đi Vui lắm Chơi trốn tìm Ta đếm nha Một Hai Ba Giọng nói kia lại vang vọng Thằng Toàn nghe đến đó thì không thể nào chịu được thêm nữa Nó khóc ré lên Mà chạy một mạch lên trên phòng của lão bạn Mà có cửa thùng thủ Bố ơi Bố Bố ơi cứu con với Lão bạn đang bị cơn đau đầu hành hạ Còn muốn ngủ một giấc để lấy sức Thì bị thằng con chọc phá đâm ra cũng bực Mày có để cho tao ngủ không Tao không đi làm thì lấy đâu ra tiền nuôi mày ăn học Gã quát Bàn tay nắm lấy cái tay nắm cửa mà mở toang ra Nhìn thẳng vào gương mặt đang sợ hãi của thằng Toàn mà nạt Cút về phòng ngủ đi Mày biết mấy giờ rồi không Đi ngủ để mai còn dậy sớm đi học Nhanh lên ừ, Bố ơi Con sợ lắm Thằng Toàn vẫn không thôi Lại chạy đến ôm chặt lấy chân của lão bạt Đi về ngủ đi Để cho tao còn ngủ nữa Giờ mày sướng rồi lại dừng mỡ phải không Lão bạt cất giọng Lại viết thêm mấy cái vào mông của thằng Toàn Mà kéo lê sành sạch đứa con về trong buồng của nó Ngủ đi Cấm hò hét nữa Tao mà bực lên thì đừng có trách Liệu cái thần hồn đấy Thấy lão bạt căng thẳng như thế Thì thằng Toàn cũng đành thôi Nó cúi gằm mặt xuống ấy thế nhưng vẫn không chịu leo lên giường Phải đợi cho lão đi khỏi Thì nó mới dám khóc nấc lên Từng tiếng nghẹn ngào Tao đã nói rồi Bố mày không yêu thương mày đâu Chơi với tao đi Vui lắm Cái giọng nói lạnh lẽo kia lại cất lên Sau đó lại phát ra cái âm thanh hành hạch Như là đang cười vậy Quá 3 giờ đêm Có lẽ cái sự hành hạ của men rượu cũng đã tan dần Thay vào đó là cái cơn khát đến khô cổ Xem ra có một chút khó chịu Lão cứ nằm trên cái giường Mà lật đi lật lại Đến cuối cùng xem ra không chịu được nữa thì vội choàng vội tấm chăn sang một bên mà lê xuống giường bàn tay với lấy cái đèn pin trên kệ tủ bên cạnh mà bật lên vừa lúc đi tới cái cửa phòng bàn tay vừa mở toang ra thì gã liền bị một phen giật mình mà lui thụt về đằng sau trước mặt gã ở ngay phía ngoài hành lang là một cái bóng của đứa bé chừng 5 tuổi đứng lặng yên ở đó mà không hề nhúc nhích lão bạt hãi lắm Đưa cái ánh đèn pin trong tay rọi tới Thì mới thở vào một hơi nhẹ nhóm Là thằng Toàn Tiện nhân nhà mày Sao còn chưa ngủ đi Hứ ừ, biết mấy giờ rồi không Bố ôm con ngủ Con sợ lắm Ôm con ngủ đi Thằng Toàn cất giọng ấy thế nhưng lúc này không hiểu sao đứa con của mình có vẻ đôi chút khác thường. Giọng nói của nó cũng lạnh lẽo đến mức khiến gã phải lạnh sống lưng mày có biết mấy giờ được không mà còn quấy nữa ừ, bố dạo này đi suốt con ở nhà buồn lắm nhớ bố lắm nghe đến đấy thì lão bạt lại dịu xuống có lẽ lão đã bỏ bê nó thật nghĩ đoạn gã lại kéo nó về sát người mà xoa lên mái tóc của nó như cách trước đây lão vẫn hay làm Ờ, ừ, bố dạo này bận bịu quá thế uh, đi vào đây để bố đưa mày ngủ chà bố nhà anh lớn đến từng nay rồi mà cứ nhõng nhẽo mãi bố ơi trả nợ cho bà ta đứa bé cất lên một thứ tiếng nói kỳ lạ lão bạt còn đang trong cơn ngái ngủ chứ được chữa mất thì đâm ra khó hiểu gì con bảo gì cơ ấy thế nhưng thằng bé chỉ lắc đầu ánh mắt lại trở nên vô hồn con con có nói gì đâu bố làm sao thế Quái lạ Rõ ràng ban nãy lão còn nghe đứa con trai nói cái gì đó Dù không nghe được toàn bộ rõ ràng ấy thế nhưng vẫn có thể mang máng được một vài chữ Cái gì mà trả cho bà ta Gã không hiểu ấy thế nhưng gã cũng đã mệt mỏi lắm rồi Vội kéo thẳng toàn vào tấm chăn ấm Sau khi đã ôm gọn nó vào lòng Thì mới nói nhỏ Ngủ đi, mai còn đi học Chỉ thấy đứa bé gật đầu một cái ấy thế mà chỉ sau mấy giây Cái giọng nói của nó lại khe khẽ cất lên từ bên trong tấm chăn Trả nợ cho tao Trả nợ cho tao Đến lúc này thì lão bạt có thể nghe rõ ràng rành mạch từng chữ Gã sợ lắm Vì cái thứ tiếng phát ra từ miệng của thằng con gã không giống như bình thường Mà lại giống như của một người đàn bà đã ngoài 70 Hơn nữa Cả cơ thể của nó bây giờ cũng chẳng còn lấy một sự ấm áp như của con người bình thường Mà lại lạnh đến nỗi làm lão bạt nổi hết cả trên người, da gà, da chó Một cảm giác rờn rợn cũng dần dần xâm chiếm lấy tâm trí Lập tức, lão bạt cho người dậy mà lao xuống giường Để mặc cái thứ kia vẫn còn đang nằm yên dưới lớp chăn Vì lão biết chắc chắn rằng đó không phải con trai lão Hơn nữa cũng chẳng phải là một con người bình thường vì nếu là người thì làm sao thân thể nó lại lạnh điếng đến như thế được. T toàn, to Toàn ơi, Toàn ơi, mày đâu rồi? Toàn ơi! Cá hét lên như để tìm kiếm. ấy thế nhưng không thấy thằng Toàn đáp lấy một chữ. Lão hoảng hốt lắm rồi. ấy thế nhưng cũng chẳng dám rời cái ánh nhìn qua chỗ khác. Vì biết đâu được cái thứ ở trên giường kia sẽ lập tức sổ tới mà ăn thịt lão thì sao? Bố trả nợ cho bà ấy Trả nợ cho bà ấy đi Cái thứ ở trên giường Bắt đầu ngồi dậy một cách chậm rãi Cái tấm chăn cũng dần Bị nó gỡ xuống khỏi đầu Từ những ánh trăng mờ mờ hát vào ô cửa sổ đối diện cái giường Lão bạt cũng có thể mang máng nhận ra Đó chính là thằng Toàn ấy thế nhưng Tại sao lại Mày Mày thả con ông ra Thả con ông ra Không ông giết mày lão gằn lên từng tiếng hai chân đã bắt đầu run lên cầm cập B -b bố trả ch ch nợ cho bà ta đi bà ta bảo bố trả nợ trả nợ cho bà ta đi bố thằng toàn lại cất giọng lúc này vẫn hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ có lẽ đến lúc này thì lão bạt cũng đã mơ hồ nhận ra được điều gì hóa ra là bà già kia đến để nhắc lão về món nợ khi điểm chỉ và bản giao ước Mày là ai? Thả con tao ra Mày muốn gì thì tao cũng sẽ trả cho mày Nghe đến đây bất chợt thằng Toàn cười lên mấy tiếng khủng khục Cánh tay đưa lên đầu Và vẹt mạnh một cái Lập tức cái đầu của nó Quay 180 độ về sau lưng Để lộ ra một nụ cười tàn bạo Là tao đây Mày quên nhanh thế Lão bạt hãi lắm Cả người như không còn sức lực Mà ngồi bệt xuống đất Khóe miệng toàn hoác và u ớ không nói nên được một lời khi nhìn thấy cái cảnh tượng hãi hùng nọ không tôi sẽ trả tôi sẽ trả đừng giết con tôi tôi sẽ trả hết đừng giết con tôi lão cất lên từng tiếng thất thành chới với cái sự sợ hãi ngày càng dâng cao khi nhìn thấy thằng toàn đang từ từ đứng dậy trên vẻ mặt dần dần chuyển thành một màu xanh lè cái khóe miệng cũng dần dần bị xé toạc ra đến tận mang tai nó từ từ trèo xuống giường cả người vẫn quay ngược và đi giật lùi từng bước trả nợ cho tao trả nợ cho tao không đừng tôi sẽ trả tôi sẽ trả hết lão bạn hét lên bấy giờ lão đã sợ lắm rồi cánh tay run run mà móc đại mấy cái túi trong người ra từng tờ tiền ấy thế nhưng những cái đồng tiền đó vừa mới đưa tới trước mặt thằng Toàn thì lập tức đã bị vỡ vụn thành cát bụi. Chuyện gì thế này? Cái cái, cái gì thế này? Lão lẩm bẩm, ánh mắt vẫn cứ trố ra từng nắm cát đang từ từ chảy xuống từ lòng bàn tay. Tao đã bảo rồi, tao không cần tiền. Tao không cần tiền. Tao tao, cần cái khác, một thứ quý giá. Mày cần gì? Hả? Mày cần gì thì mới tha cho tao Nói đi Mày nói đi Lão bạt gào lên Lúc này thẳng Toàn Hay nói đúng hơn là cái thứ nhập vào người nó đã đi đến Chỉ cách lão trường 2 mét ấy thấy nhưng nó không trả lời câu hỏi của lão Cánh tay bắt đầu kêu lên mấy tiếng răng rắc Hai cánh tay bẻ mạnh ra đằng sau phát lên từng tiếng xương vỡ vụn Nó chỉ thẳng cánh tay như muốn túm lấy lão vậy Không, thả thả cho tôi tôi sẽ trả tôi sẽ trả bà muốn gì cũng được thả cho tôi bây giờ lão bạt đột ngột chàng tỉnh dậy thì ra là một cơn ác mộng trời cũng đã sáng bành từng tia nắng soi sáng qua từng ô cửa sổ làm lão có một phần chói mắt bố bố làm sao thế một giọng nói phát ra ngay bên tai làm lão bạt giật mình thon thót vội lùi người về sau một đoạn. Quay ra thì đã thấy thằng Toàn bằng xương bằng thịt đứng trước mặt. Không có vẻ gì kinh sợ giống như đêm hôm qua. Bố làm sao thế? Sao lại ra ngoài này ngủ? Thằng Toàn lại cất tiếng. Đến lúc này thì lão bạn mới để ý rằng bản thân đang nằm ngoài hành lang từ lúc nào. Lão có chút bần thần, nhìn lại trong căn phòng, chỗ chiếc giường mà đêm qua cái thứ kia đã tiến tìm, tìm lão. Trong cơ thể vẫn còn một chút ớn lạnh. Còn đ, đ, đêm qua còn còn có thấy gì lạ không? Thằng Toàn lắc đầu lại nói, này bố không phải đi làm à? Gần 8 giờ rồi. Lão Bạt lắc đầu một cái, toàn thân đau như bị ai hành mà ngồi dậy. Thực ra làm cái nghề môi giới như gá thì không có chuyện giờ giấc ổn định, cảm thấy bản thân và khách hàng muốn đi vào giờ nào thì mới đi vì không phải ai cũng theo hướng vô thần. Cũng có vài người Á Đông muốn chọn được giờ tốt thì mới tới xem nhà. Thôi, đi xuống cầm nước gì đi, rồi bố đưa đi học. Thằng Toàn gật đầu, nói cũng đã chuẩn bị bài vợ xong cả. Và lại nó muốn đến căng tin của trường ăn uống cùng vài người bạn mới quen. Lão Bạt cũng ậm ừ, chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà làm vệ sinh cá nhân. Khốn nạn, sau có một đêm mà đầu tóc của gã đã ngả thêm nhiều sợi bạc như thế Qua tám rưỡi thì gã cũng đã đưa con đi đến trường Vì khu nhà của gã cũng cách trường học chẳng bao xa Gã tạm vào một tiệm cà phê quen thuộc Kêu một ly Starbucks như một lẽ thường tình Lão cũng chẳng biết cái thứ cà phê này ngon ở điểm gì Cũng chẳng khác mấy so với những loại cà phê bụi mà trước đây gã hay uống Nhưng Lão vẫn gọi vẫn tìm một góc nhìn thật đẹp hướng ra đường phố mà ngồi chăm chú đọc một vài tờ báo vì lão nghĩ đó là cái lối sống thượng lưu cái nghề môi giới thời gian ấy nóng thật sự cái cứ như lão bạt nhìn thấy được trước cái món hời từ việc giao bán nhà cửa cũng chẳng phải ít dần dà người ta cũng ồ ạt thi nhau đổi sang cái nghề môi giới vì thấy được cái sự nhàn nhã ngồi chơi cũng có thể hái ra tiền thật vậy Đối với người cùng nghề thế nào chẳng biết ấy nhưng với lão thì mọi sự nó đơn giản lắm Sáng sớm để uống cà phê Sau khi chán chê mê mỏi Thì mới khởi hành đến văn phòng làm việc Ở đây gã cùng làm với một vài kẻ chọc phú Cùng chung cái đam mê Không làm mà vẫn còn có ăn Chỉ trực chờ từng người nhập cư Đang có cơ hội tìm nhà Để mà buông lời dụ dỗ. Công việc cũng có thể nói là có mức thu nhập ổn định tiền hoa hồng, tiền trung gian. Nói chung mấy cá sẽ vẽ ra đủ thứ để vòi vĩnh. Dạo gần đây có vẻ như thị trường đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Lão bạt cũng tham. ấy thế nào? Lại rút nốt số tiền trong ngân hàng để ôm lấy hai căn nhà giá tương đối. Mong một ngày đẹp trời nào đó sẽ bán đứt để kiếm được một món lớn. Nhưng đèn đuổi cho lão thế nào? Đến tận ngày hôm nay, thì mấy căn nhà kia đã dắt tới gần chục người đến xem nhưng vẫn chẳng ai ưng thuận. Người thì chê tưởng nhà quá cũ, người thì nói xa khu đô thị, còn có người gở mồm còn nói nhà của lão có âm khí. Người sống không ở nổi. Lão cũng đành chịu, cắn răng mà đắp chiếu một khoản tiền lớn đến như thế. Chừng hơn 9 giờ, người khách hôm qua cũng gọi điện cho bạn, kêu mau đến rước họ đi xem nhà. Nhìn qua đồng hồ một cái rồi lão cũng đồng ý ngay. Lập tức đánh con xe ô tô về phía quốc lộ đến địa chỉ mà người kia đã nói tới nơi thì thấy không chỉ có hai vợ chồng người đi xem nhà mà còn có cả một người phụ nữ nước ngoài quá ba mươi ăn bận kỳ quái chủ nhà cũng giới thiệu đó là một chiêm tinh muốn dẫn theo để xem địa lý căn nhà ra làm sao nếu như không hợp cho việc định cư thì còn biết lối lão bạt cười khổ trường hợp này lão cũng gặp không ít thành ra cũng chẳng ngại ngần gì vậy mời mọi người lên xe cũng quá trưa rồi đi nhanh kẻo muộn giờ vàng của anh chị lão lịch thiệp mở cửa xe đôi vợ chồng kia cũng tỏ ra thiện chí mà niềm nợ ấy thế nhưng người chiêm tinh kia vừa mới đến gần người lão bạc thì đột nhiên dừng lại hướng cái ánh mắt kỳ quái mà khịt khịt mũi trong miệng phun ra một câu ác quỷ xin lỗi bà nói gì Lão bạt quắc mắt ấy thế nhưng người kia không nói gì nữa Mà trực tiếp đi lên xe Bởi gặp mặt hôm ấy diễn ra khá suôn sẻ Người khách mua nhà khá ưng thuận Với những điều khoản của lão bạt Cũng nói sau một hai hôm nữa Họ sẽ chuyển tiền tại cho lão để lấy nhà Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói Nếu như người chiêm tinh kia Không rời ánh mắt như thủ án khỏi lão bạt Lão cũng thấy có một chút giòn rợn Trong đầu mang máng lên câu hỏi rằng Tại sao người này lại dùng ánh mắt kỳ quái đó để nhìn mình như thế? Chẳng lẽ là liên quan tới chuyện đêm qua hay sao? Về tới phòng làm việc, lão cứ đinh ninh mãi về cái ánh mắt của người đàn bà kia. Bàn tay gõ lên bàn từng nhịp, từng nhịp ra điều đăm chiêu lắm. Này, phải gió đây à? Hay vừa ăn được mớ tiền lại sướng quá không chịu được? Ở bên cạnh, một tên đồng nghiệp nói giọng châm biếm làm lão bà đang trong cơn suy tư cũng phải cười xã giao. Tiền nong gì? Đang chạy thuế ngập mặt ra đây này. Mới chốt nhà cho người ta chứ đâu đã có đồng nào đâu. Lại như nghĩ đến cái gì, lão lại quay ra nói với người kia. Trong đời cậu đã từng gặp ma bao giờ chưa? Hay có bao giờ cậu dẫn khách đi xem nhà mà gặp tình trạng dị thường bao giờ chưa? cậu cậu kể nghe chơi đi đột nhiên lại có hứng nghe mấy cái chuyện này nghe thấy vậy thì tên kia hào hứng lắm đoán rằng buổi đi xem nhà hôm nay có vấn đề nên vội ném một tập tài liệu trong tay qua một bên mà kể có nhiều lắm để tôi kể cho cậu nghe nhưng mà đừng có bô bô ba la ra ngoài không có lại đau đầu đấy lão bạt gật đầu kể cả không nói thì lão cũng hiểu rằng mấy việc này đồn ra ngoài thì ai còn đến nhờ mấy lão môi giới nữa. Để tôi kể cho mà nghe, vừa cách đây một tuần thôi, tôi dắt khách đi xem nhà ở khu biệt thự cách đây cũng 10 cây số thôi. Ban đầu vào đến nhà đã thấy lạnh toát cả xương sống. Cây nhà đấy người ta đồn rằng chủ cũ đã treo cổ chết ở đấy từ lâu rồi. Kể đến đây thì lão bạt nín chặt hơi thở, xem ra cũng rất chú tâm vào từng câu chữ. Lúc ấy tôi có người dắt người ta lên lầu 2. Định khoe cái ban công nhìn ra phía bìa rừng thì cậu biết tôi nhìn thấy gì không? Thấy cái gì? Lão bạt vội nói. À thì tôi chả thấy cái chó gì cả. Bữa gặp hôm ấy thành công xuân sẻ. Ngày ngày hôm sau họ cũng chuyển tiền hoa hồng tới luôn. Nói đến đây chợt người kia cười phá lên như mở cờ. Bố ạ, à, đây là giời Mỹ, là xứ tự do, mà thế kỷ 20 rồi còn tin mấy cái chuyện ma quỷ Lão bà xem thế như một lời xúc phạm Hoặc là từ nãy tới giờ Cái tên này chỉ muốn trêu đùa với lão mà thôi Nói gì thì nói Lão bà cũng không phải thuộc dạng người vô thần Vậy nên những việc ma quỷ thần Phật đối với lão Cũng có một chút tin tưởng Ấy mà nhất là từ cái ngày lão được đổi đời đến giờ Mọi thứ cứ như một giấc mơ chợt ập tới Khiến lão càng ngày càng tin cận chỉ là như người xưa đã nói người ta đã được voi thì luôn muốn đòi tiền gã chỉ muốn gã giàu lên chứ chẳng muốn trả lại bất kỳ cái thứ nào bao giờ vậy nên không phải là gã đã quên cái món nợ với bà già kia chỉ là lão không muốn nhớ ngày hôm nay lão quyết định tan làm thì sẽ về thẳng nhà cũng đã lâu rồi lão cùng đứa con không ăn cơm cùng nhau thường thường thằng bé sẽ mua đồ ăn nhanh hoặc gọi vài món tàu đến nhà để lót dạ vừa ngủ luôn. Vì nó cũng đã dần quen với cái cảnh lão bạt hay về muộn rồi. Hôm nay có lẽ sẽ khác. Gã nghĩ bản thân sẽ xuống bếp nấu vài món Việt Nam cho đứa con trai không quên đi vài thứ từ quê hương. Đường phố bắt đầu vào đông, tuyết cũng rơi dày hạn. Lão bạt theo trí nhớ đánh xe đến một vòng quanh những khu chợ của dân cư Việt để mua một vài thứ đồ lặt vặt. Sau đó cũng vội trở về nhà vì trời đã sập tối. Về đến nơi thì đã thấy thằng Toàn ngồi ngoan ngoãn xem tivi Cái chương trình thiếu nhi chiếu trên cái màn hình đen trắng Thỉnh thoảng lại xoẹt xoẹt vài tia nhiễu sóng Để vài hôm nữa bố đi mua cái tivi mới Cái này cũ quá rồi Thằng Toàn dạ vâng Cũng vội chạy đến phụ giúp lão một tay Cũng may là từ ngày có nó cuộc sống của lão đã khác hẳn Từ một kẻ chỉ biết vung tiền vào những chốn xa hoa Đến bây giờ khi nhìn thấy bản thân mình từ những tấm kính cửa Trên thì tạp dề Dưới thì cầm dao đang hì hục mổ bụng một con cá Thì không khỏi ngỡ ngàng Ngày hôm nay con được những 100 điểm bài khoa học tự nhiên đấy bố ạ à. Thằng Toàn khoe Là bạn nghe thấy cũng mừng cũng cười tươi lên roi rói Không tiếc lời động viên nhưng cũng không quên chêm vào một câu Mày nhìn là thằng con nhà bác A, bác B, bác C kia kìa Đừng có tự cao con ạ à. Mày còn phải học nhiều lắm Lão nói thế bởi lão nghĩ cách giáo dục này là đúng, cái thứ tự phụ một ngày nào đó sẽ giết chết con lão và bản thân lão cũng chẳng muốn như vậy. Hì hục một hồi thì cũng nấu xong được nồi canh chua lẫn vài món quê hương đơn giản. Từ ngày sang đây, có lẽ đây là bữa ăn có cơm đầu tiên mà bố con thằng Toàn được ăn với nhau. Còn mẹ nữa thì vui bố nhờ. Thằng Toàn ngây ngô lấy cái muỗng lớn mà cắp một vài thứ thức ăn cho bố nó. Cái thằng bé nói vậy mà đột nhiên lão bạt lại thấy cái cay sống mũi. Phải, nếu như có mẹ thằng bé ở đây thì tốt biết mấy. Giá như... Nghĩ đến đấy thì lão lại vội vàng phủi bỏ suy nghĩ. Cái thứ đàn bà phụ bạc ấy, gã hận đã không băm mụ ta ra làm đôi thì thôi. Cớ làm sao mà giờ này còn luyến với trả tiếc. À bố, làm sao lão bạt hỏi nhìn thấy cái bộ sạng lấm lét của thằng con trai lão thì có một chút tò mò hôm nay bố có thư đấy nghe thằng toàn nói như vậy thì lão có một chút khó hiểu dù cho đến tận bây giờ thì gã cũng chưa từng cho ai biết nơi ở tại căn nhà này làm sao ai mà gửi thư cho gã được đâu đưa cho bố xem Thằng Toàn cũng lấy từ dưới ngăn bàn lên một phong thư đá xé và đưa vội cho lão. Con tưởng mẹ viết thư nên mở ra xem. Ai ngờ không phải. Lão Bạt cũng chẳng ý kiến gì. Còn đang nghĩ có phải thư của tòa án mời lên vì việc gì hay không. Vội mở phong thư thì thấy bên trong là một tờ giấy màu vàng có phần cũ nát. Còn chưa vội mở thì gã như đã nhớ ra điều gì mà run người một nhịp. Chẳng lẽ vội mở toang cái bức thư đang được gặp làm đôi bất thình lình không giữ được sự bình tĩnh mà chửi thề lên một câu bên trên tờ giấy màu vàng kia không phải thư mà có chút chi chít những ký tự ngoằn ngoèo ở bên dưới còn có mấy dấu vân tay phải rồi đây chính là bản giao ước đó bản giao ước mà lão bà đã điểm chỉ vào để đổi lấy sự giàu sang hiện tại những tưởng đó chỉ là một giấc mơ ấy thế mà đến bây giờ nó lại là sự thật đến chính lão còn đang cầm trên tay mẹ nó là nó thật lão lẩm bẩm trên trán từng tầng mồ hôi bắt đầu chảy xuống gương mặt đang xám xịt có vẻ như lão đang sợ hãi lắm quả thực là con mụ già kia vẫn muốn đòi lại món nợ mà lão đã hứa bố đến bao giờ bố mới trả nợ cho bà ta một câu nói của thằng toàn làm lão bà chết tiếng cả người vội đẩy cái ghế ra sau mà đứng phát dậy ánh mắt như trợn trừng mà nhìn về phía nó bản giao ước trong tay cũng từ từ không thể giữ chắc mà rơi xuống đất mày mày bố sao thế nhìn thấy cái sự sợ hãi của lão thằng toàn như khó hiểu lại tiếp tục vả mạnh bắt cơm vào miệng đến mức suýt cả nghẹn con, con con vừa nói gì đấy thằng toàn ngẩng đầu lên ánh mắt như vô tư không hiểu chuyện gì. Đợi cho đến khi nuốt xong bún cơm trong miệng thì mới đáp. Con có nói gì đâu, bà kia nói đấy, không phải con đâu. Bà, bà nào? Lão bà đã hay lắm rồi, vội đưa mắt nhìn quanh tứ phía trong căn nhà chỉ có phẳng phất lên vài ánh sáng le lói từ cái đèn chùm. Không có ai cả, chỉ có những thứ đồ vật đang nằm bất động. Trong căn nhà trong bỗng chốc lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ như thế to, toàn con, con con bảo bà bà nào hả con lão bà run run giọng nói có chút mất tự chủ mà lùi ra sau một bước Ờ bà ấy lúc nào chả đi sau lưng bố bố không biết à thằng toàn ngơ ngác lấy cái đũa chỉ về phía sau lưng của lão bà nghe thấy vậy thì lão hãi hùng lắm nhịp tim như ngưng hẳn lại còn mặt cũng trắng bệch như không còn một giọt máu vội vàng quay phát lưng về phía sau theo quán tính ấy thế nhưng vẫn chẳng có gì cả chỉ có duy nhất bức tranh người đàn bà ôm con thỏ mà lúc trước thằng ninh đã nói đến ấy mà quái lạ bức tranh này rõ ràng là ở khóc nhà tại sao lúc này lại ở đây được này mày nói thật đấy à có người sau lưng bố thật à Tới lúc này thì thằng Toàn mới cười phá lên Con đùa bố đấy Làm gì có ai đâu Mẹ nhà mày Tao cho mày tiền ăn tiền học để mày học Cái hay cái tốt Chứ cho mày tiền để mày học cái lừa cha dối mẹ thế hả Lão quát lên Gương mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng Ấy mà nghĩ thế nào Lại cầm lên tờ sao ước dưới đất Mà nhìn kỹ một lượt đại khái những chữ cái trên đó lão cũng chẳng thể hiểu nổi chỉ duy nhất ở dưới có rất nhiều dấu tay đã bị gạch chéo còn duy nhất một dấu tay mới nhất có lẽ đó là của lão lão chắc mẩm dù gì người đàn bà kia cũng chỉ xuất hiện được ở trong giấc mơ của lão chứ chưa hiện hữu ra ngoài thế giới thật vậy thì cần quái gì phải lo lắng đây lão cũng đã đinh ninh trong đầu rằng về cả cái món nợ kia lão cũng không thèm trả nữa để xem mụ ta làm gì nổi não ừ, Bố, con bảo này Lão bạn lúc này đang ngồi lại về bàn ăn cơm Tự tiện gắp mấy miếng thức ăn Còn chưa kịp bỏ vào mồm thì thằng Toàn lại lên tiếng Con muốn học piano Bố mua đàn piano cho con đi Cả đời lão bạt còn chưa biết mặt ngang mũi sau cái piano nó ra làm sao. Bây giờ nghe con gã muốn học đàn thì gã lấy làm lạ lắm sao tự nhiên lại thích học piano lịch học của con ở trên trường chưa kín à tại con thích mấy bạn trong lớp nói ở nhà có piano con cũng muốn có nghe đứa con của lão nói vậy thì cũng có đôi phần suy nghĩ đến một lúc sau thì gã mới hỏi thế bao nhiêu tiền uhm, một khoảng bốn hay năm nghìn đô bố ạ à. cái gì lão bạt vội chố mắt lên vì cây giá ấy thì đối với lão bây giờ cũng là một điều khó khăn Tất cả số tiền của lão cũng đã dồn hết vào mấy căn nhà còn đang đắp chiếu Thì làm sao có đủ tiền mà mua cho nó một cây đàn như thế À mà khoan đã Có một cái gì đó dường như lạ lẫm hơn bình thường Lúc này lão bạt mới như chợt nhận ra Có vẻ như cái sự rờn rợn ban nãy lại dâng lên Con bảo sao cơ? Cái đàn ấy bao nhiêu tiền? thằng toàn có chút e rè phải mất một hồi sau nó mới dám nói ừ, hai khoảng bốn hay năm nghìn đô bố ạ à. đến lúc này thì sự kỳ lạ kia lại khiến cho lão bạt như sợ hãi một phần tại sao trước mỗi câu nói của thằng bé lại xuất hiện lên vài chữ một hai lão thầm nghĩ trong đầu như mường tượng ra cái gì đột nhiên lão có rúm người lại chẳng phải lần đầu tiên gặp bà già kia và ta cũng có đếm một dãy số bắt đầu từ một hai ba hay sao Con, con còn nói lại xem cái đàn ấy bao nhiêu tiền cơ ba khoảng bốn hay năm nghìn đô mà bố sao bố cứ hỏi con mãi thế mày mày bị sao đấy con lão bà đứng phát dậy còn đang tính chạy đến bên thằng toàn thì một giọng nói của phụ nữ làm gã như chết đứng là giọng của chính bà già đã lập ra giao ước với hắn. Thế nào, không tính trả nợ cho tao à? Tao đã cho mày tiền, rất nhiều tiền, và bây giờ mày định không trả cái món nợ ấy cho tao à? Những bóng đèn trong căn nhà bỗng dừng chớp nháy liên tục. Lão bạt hãi lắm, vội ôm chầm lấy thằng Toàn mà bế sốc nó lên, giọng nói tràn đầy sự kinh sợ. Có, tôi, tôi sẽ trả, tôi sẽ trả, làm ơn đừng hại tôi. Và muốn gì tôi cũng sẽ trả hết Mụ già kia vừa nghe thấy vậy Thì cười lên một cách điên dại Lúc này ánh đèn trong nhà cũng vụt tắt Tất cả cánh cửa cũng đều sập khóa Cây thánh giá treo trước mặt của bố con lão bạt Cũng nứt toát ra làm đôi Mà rơi thẳng xuống đất Lúc này lão cũng đã ngờ ngợ biết được sự thật rằng Mụ già kia không phải là thần thánh gì cả Nó là một con quỷ một thứ quỷ sứ đã lừa lão ký vào bản giao ước oan nghiệt kia. Mày, mày là quỷ sứ, mày lừa tao. Lão hét lên, bàn chân cũng loạn trọng mà lùi về đằng sau mấy bước, nơi ánh đèn từ tầng 2 vẫn còn đang hắn xuống. Phải, tao đã lừa mày đấy, nhưng mày cũng chấp nhận ký vào bản giao kèo đấy thôi. Tao cũng đã cho mày thứ mày muốn, mày đã có rất nhiều tiền. Mày đã sống một cuộc sống mà trước đây mày chưa từng có Vậy bây giờ ta muốn đòi lại những thứ ấy Thì có gì là sai Với một cái giá tương xứng Không Mày lừa tao Tao không chấp thuận Đoạn Lão bạt vội xe phăng tờ giao ước ra làm Mười mấy mảnh mà quăng xuống đất Tao sẽ không trả cho mày bất cứ thứ gì hết Lão lại hét lên trong cái tiếng cười man dợ của mụ già kia Sau đó lập tức ôm đứa con của mình mà chạy ngược lên trên lầu 2 Ý muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn ấy thế mà mới chạy hết đoạn cầu thang Đang lúc tính phi vào trong căn phòng ngủ của mình Thì đột ngột lão lại khựng lại một nhịp Như có ai đó kéo lại Quay qua đằng sau thì đã thấy cả một bên chân của thằng Toàn Bị một thứ gì đó nhấc bổng lên Ở phần cổ chân còn in hẳn lên một dấu tay Bố, cứu con, con đau quá Cứu con thằng toàn kêu rống lên có vẻ như nó đang đau đớn lắm thả con tao ra con quỷ thả con tao ra lão bạn hãi đến mức phát khóc ngay trong lúc ấy dường như có một thế lực vô hình nào đó như muốn tách hai cha con lão ra vậy từ từ lão bà dần trở nên đuối sức cái thứ sức mạnh vô hình kia quá mạnh mẽ để có thể chống lại thế nhưng dù cho có thế nào thì lão vẫn không chịu buông thằng toàn ra trêu trêu thay Lão như đang dần dần bị thứ vô hình kia khuất phục Thằng cả lão và thằng toàn như bị kéo lê từng nhịp xuống dần cái bục cầu thang Đến đây bất ngờ lão bạt như bị hụt một nhịp mà ngã chuối về đằng trước Thằng Toàn cũng bị tuột khỏi vòng tay của lão Bị một thứ gì đó kéo mạnh xuống khoảng tăm tối của cái phòng khách Bố, bố ơi, cứu con bố ơi thẳng Toàn hét lên thất thanh Lão Bạt cũng không khỏi đau xót Nhìn đứa con bị bắt đi như thế Cũng vội hét toán lên mà loạn quảng bỏ dậy Nghĩ thế nào không vội chạy xuống Mà lại trở về phòng mò mẫm Cuối cùng Thủ trong tay cái kéo cùng một cái đèn pin Đặt trên tủ cạnh giường Rồi mới quay trở xuống phòng khách Con ơi Toàn ơi Toàn Không có một âm thanh nào đáp lại cả chỉ còn lại cái sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng trống không lão bắt đầu rọi cái ánh đèn pin đến mọi ngóc ngách bên trong căn nhà ấy thế nhưng cũng chẳng thấy thứ gì cả cũng thử chạy ra cửa thử mở ấy thế nhưng có vẻ như cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài mất rồi kể cả cái chùm chìa khóa trong túi quần cũng chẳng thể nào lay chuyển gã có vẻ bất lực chẳng lẽ đứa con trai duy nhất của lão lại biến mất như thế sao Chẳng lẽ thứ quý giá mà mụ già kia nói lại là thằng bé sao? Con ơi, bố xin lỗi. Tại bố tham, tại bố hết. Nên bây giờ mới thành ra thế này. Con ơi là con ơi. Lão ngồi bệt xuống dưới đất. Bàn tay vò lên đầu như có phần đau đớn đến thắt ruột thắt gan. Những tưởng sau khi có một cuộc sống sung túc, lão sẽ cho đứa con của mình những điều tốt đẹp nhất. Ai ngờ đến một ngày lại thành ra cái cớ sự như thế này. Trước đây, tiền đối với lão là một sự giải thoát. Nhưng đến tận giây phút này, thì lão mới thấy nó là một sự đầy đọa một nỗi tra tấn đau khổ đến cùng cực. Tại sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao phải đẩy lão vào bức đường này? Bố, cứu con, cứu con. Một giọng nói vang vang từ chốn xa xăm nào đó vọng lại, khiến lão bạt như bừng tỉnh. Con, con ở đâu toàn ơi bố đây con ở đâu toàn ơi lão vội đứng dậy mà hét lên ánh đèn pin cũng rọi lại một lần xung quanh căn nhà bố cứu con ở đây tối lắm cứu con với giọng nói của nó lại vang lên một lần nữa lúc này lão bạt cũng lần lần theo cái âm thanh kia mà đến một bức tường đối diện soi dọi ánh đèn chung quanh thì mới thấy được cái bức tranh đang treo trên tường ấy ấy thế mà lúc này ở trong bức tranh kia đâu còn người phụ nữ ôm một con thỏ nữa mà lại là hình ảnh của đứa con trai lão với gương mặt sợ hãi cùng cực con có phải con không trả lời bố đi con ơi con lão bạt như gào thét từng đợt gân xanh gân đỏ như vằn vẹn lên cả lúc này mới từ từ tháo cái bức tranh kia xuống mà nước nở khóc bố cứu con với ở đây tối lắm Lạnh lắm bố ơi Ờ ừ, bố, bố sẽ cứu con Bố sẽ cứu con Lão bạc nén cái nỗi đau thương vào trong Mà nuốt ngược từng dòng nước mắt Đang rơi lạ trá Mày trả nợ cho tao Trả nợ cho tao Giọng nói của con quỷ kia lại vang lên ấy thế nhưng bây giờ Nó không còn ở thân phận một mụ già nữa mà lộ rõ cái giọng như khủng khục của một loài dạ thú. Không, tao sẽ không để mày bắt con tao đi đâu. Đồ ác quỷ, cút đi. Đoạn, lão lại lấy ra cái kéo trong tay mà khua khoáng loạn xạ. Còn chưa kịp cua chúng cái gì, thì bất ngờ tay gái như bị ma xui quỷ khiến mà ném phăng cái kéo qua một bên, cầm thẳng vào mặt tường. Lão bạt hãi lắm, vội vàng ôm bức tranh đứa con mình vào lòng mà chạy sồng sốc và chạy sổng rồng vào phòng ngủ, một tay đóng chốt cửa mà khóa cả ở trong lại, còn cảm thấy không yên tâm, gã lại gắng sức đẩy cái tủ nhỏ lẫn cái giá để sách mà chắn lại trước cửa. lúc này mới an tâm được một phần mà thở ra một hơi nặng nề. tiến về chiếc giường nơi gã vừa đặt tạm bức tranh của thằng toàn và nằm bệt xuống, gã không biết làm cách nào để có thể cứu lấy được nó bây giờ nữa. Nhìn cái gương mặt sợ hãi tột độ của đứa con Mà lòng gã như nhói thêm Toàn Con còn sống không Toàn Nói bố nghe đi Con còn sống không Toàn Lão thè thé giọng như sợ ai đó nghe thấy ấy thế nhưng đứa con gái không nói gì nữa Nó chỉ đứng yên ở đó Bàn tay như chối với cùng gương mặt không đổi một chút thái độ Lão đã có một phần bất lực Đặt bức tranh qua một bên mà ngẫm nghĩ lại những chuỗi ngày này thực sự gã đang phải đối mặt với cái thứ gì đây những tưởng một cuộc sống nơi phố thị này sẽ thay đổi được phần nào sự cơ cực ấy thế nhưng những thứ gã đã đánh đổi sao mà lại có thể đắt đến thế nhà lầu xe hơi một công việc với mức thu nhập hậu hĩnh liệu có xứng đáng để lão đánh đổi một đứa con này không lão nghĩ liệu rằng nếu như đêm hôm đó lão chọn vẫn sống trong cái khu ổ chuột dơ dây đó không chấp nhận điểm chỉ và tờ giấy kia thì liệu mọi thứ có trở nên tồi tệ như thế này không ấy thế nhưng gã cũng phải đánh đổi nếu lúc đó lão không chấp nhận cái dao kèo kia có lẽ con lão bây giờ cũng đã chết vì căn bệnh quái ác rồi lão làm như vậy là đúng hay là sai đây Một hàng nước mắt lại lăn thật dài bấy giờ cả người lão như không còn một chút sức lực nhìn lại về bức tranh rồi nhìn về phía cánh cửa phòng kia Đột nhiên trong đầu gã nảy lên một ý tưởng Vội móc trong túi quần ra chiếc điện thoại Mà bấm lên một dãy số Là số của người hôm nay Đã cùng gã đi xem nhà May mắn là vẫn có thể gọi được điện thoại Alo Ông gọi chúng tôi giờ này có việc gì thế Chúng tôi đã nói là ngày mai sẽ chuyển tiền cho ông rồi mà Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ Nghe vậy thì lão bạt không dài dòng Mà đi thẳng vào vấn đề chính Tôi Tôi xin lỗi đã làm phiền vợ chồng bà giờ này Thế nhưng cốt là tôi muốn hỏi Về vị chiêm tinh gia hôm nay Đi cùng với ông bà Liệu ông bà có thể cho tôi địa chỉ Và số điện thoại của người này được không Nghe lão hỏi thế Thì người kia cũng đáp Địa chỉ thì tôi cũng có thể cho Nhưng vị này không sống theo lối hiện đại Nên không có dùng điện thoại đâu Lão bạt có một chút thất vọng Giọng nói trùng xuống một phần Ừ, vâng vậy uh, cho tôi địa chỉ của người này cũng được tôi có việc cấp muốn tìm người này người đàn bà kia cũng vui vẻ mà nói cho lão ngay đến cuối cùng lại nói thêm một câu à à bà ta nói sớm hay muộn thì ông cũng sẽ tìm tới bà ấy kêu ông mau chóng đi kẻo không kịp bà bà nói sao Ờ ừ, bà ấy nói như thế nhưng mà tôi thấy ông không phải là người cuồng tín, nên không dám nói với ông. Vậy thôi, nếu như ông có việc gì thì cứ đến tìm, có lẽ bà ta cũng đang chờ ông đó. Nói đến đây thì người đàn bà kia cũng cúp máy, lão Bạt có phần tức đến nghẹn họng. Giá như con mụ này nhắn với lão sớm hơn thì đâu có xảy ra những tình cảnh như thế này đâu. Thế nhưng bây giờ, làm sao ra khỏi đây đây? Lão nghĩ bụng nhìn trái nhìn phải một hồi rồi vội ôm cái tấm ảnh của thằng Toàn lên mà đi tới phía cánh cửa sổ. Nhìn về phía tấm kính cửa, lão biết rằng cái thứ bí ẩn đang thao túng nỗi sợ hãi trong lão cũng đã khóa chặt hết mọi lối ra trong căn nhà này rồi. ấy thế nhưng, lão vẫn muốn thử. Lão bạt thở hắt ra một hơi, dùng cánh tay đấm thẳng vào tấm kính cửa. Tấm kính cửa vỡ tan, bàn tay của lão bạt cũng bị cửa đứt bởi những mảnh kính ấy thế nhưng sự đau đớn lúc này không thấm vào đâu cả. Kha vội liếc nhìn qua phần kính bị vỡ, để mong sao có ai đó có thể cứu được bố con lão. ấy thế nhưng lão bạc ngay lập tức sững người ra một nhịp. trước mặt lão, ngay phía con đường mới chỉ một tiếng trước thôi vẫn còn bình thường. ấy vậy mà lúc này cảnh vật chỉ đen đặc, giống như một hố sâu không đáy vậy. có ai không cứu tôi với? lão hét lên. Mong sao tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác Anh thế nhưng cũng chẳng có một ai đáp lại lời cầu cứu của lão cả Cái màn đen đặc phía dưới cứ càng ngày càng sâu thêm hun hút Lúc này đột nhiên một âm thanh phát lên từ phía cánh cửa phòng Đằng sau lưng khiến lão bạt như mở ra được một hy vọng sống Anh bạt, anh bạt ơi, em đây, em Ninh đây Mở cửa cho em, anh bạt ơi Chu Ninh, chú Ninh là chú thật à Lão bạt mừng quýnh lên vội vàng chạy một mạch đến phía cái cửa ấy thế nhưng đang toàn đẩy cái kẻ tủ ra ngoài thì đột nhiên gã nhớ tới cái gì có vẻ như quan trọng thì lại lên tiếng hỏi vặn thế à, chú vào nhà bằng cách nào chú làm gì có chìa khóa đến đây thì giọng nói của thằng ninh như chợt im lặng một hồi sau gã mới cất tiếng em vừa chạy qua bên nhà chủ cũ lấy chìa sơ cua anh không tin cứ mở cửa ra mà xem đây này tới lúc này thì lão bạn mới có thể chắc mầm lão hét lên mày nói dối mày không phải là thằng ninh em tao cũng có chìa khóa của nhà này việc gì phải lấy ở đâu mày đừng hòng lừa được tao đoạn lão lại kê chắc chắn lại cái giá sách một cách chắc chắn còn chưa kịp thở được một hơi thì phía bên ngoài lại vang lên một tiếng nói bố ơi mở cửa cho con bố ơi toàn toàn là con à lão bạt mừng đến mức nhảy cẫng lên không suy nghĩ gì nhiều mà đẩy mạnh cái giá sách đi một lần nữa ấy thế nhưng trong một giây phút thoáng qua gã lại khửng lại con quỷ kia đã lừa gã một lần rồi liệu bây giờ có lừa gã lần nữa không toàn là con à có thật là con không lão lên tiếng hỏi vâng con đây mở cửa cho con nhanh lên bố không nó ăn thịt con bố ơi Giọng nói của thằng Toàn như gấp rút Nó tiếp tục có vào cửa Những tiếng cổng cọc như thể thúc giục Mở cửa cho con bố ơi Nó đến đây rồi Bố ơi mở cửa cho con Lão bạt đau đến quản thắt tim gan Trong lòng mắt cũng đã ẩn ẩn nước Lão không thể chịu đựng thêm được nữa Đang tính xoay người để đẩy hết mấy cái tủ sang một bên Thì phía sau lưng Từ bức tranh trên giường lại vọng lên một tiếng động bố ơi đừng mở lão bạt như bừng tỉnh vội chạy thẳng về chiếc giường mà cầm cái bức tranh chứa đựng con mình lên mà nức nghẹn là con phải không có phải con không từ bên phía ngoài cửa giọng nói của thằng toàn lại vang lên một cách đau đớn bố ơi mở cửa cho con nó bắt được con rồi bố ơi bố ơi rồi sau đó là những tiếng động như thể một vật gì đó bị xé toạc ra làm đôi lão bạt như bị cả ngàn nhát dao cứa lên da thịt từng tiếng thét đau đớn thoảng thốt của thằng toàn như xoáy sâu vào trong trí não lão không thể chịu đựng thêm cái tiếng động này thêm được nữa chỉ có thể ghì chặt bàn tay lên tai mà khóc nức nở sau mấy phút thì cái âm thanh kia cũng chấm dứt lão bạt ngồi bệt xuống giường mà bần thần ánh mắt như vô hồn nhìn về cái bức tranh của con lão bố không biết phải làm sao bố xin lỗi bố là không biết phải làm sao để có thể nguôi ngoài được những cái nỗi đau đớn đang giằng xé chỉ có thể trách bản thân lão đã quá u mê để đến bây giờ phải chịu những cảnh cùng cực này đúng lúc này một giọng nói chua chát của phụ nữ phát ra ở ngay chỗ cánh cửa sổ như nguyền rủa lão bạn Chị, chính anh chính là anh mà bây giờ con mình phải chết anh không bằng loại cẩm thú lão bạc vội ngồi dậy ánh mắt thao láo mà có chút hốt hoảng là vợ cũ của gã ấy thế nhưng làm sao cô ta có thể ở đây cô làm sao cô vào được đây đáng lý ra anh phải nên hỏi rằng tại sao anh lại để con mình chết mụ ta gắt gỏng chọn cái cặp mắt trắng giá mà chỉ tay thẳng vào mặt lão bạt là do anh tham lam, anh mê tiền. Anh đánh đổi tất cả, kể cả đứa con ruột thịt để đổi lấy cái cuộc sống mà anh mong muốn thôi. Tại sao anh không chết đi để đền tội? Anh vẫn còn muốn sống tiếp cửa, đồ quân chó má. Lão bạt cuối gặm mặt, một hàng nước mắt không thể kiềm nổi mà khẽ lang dài xuống gương mặt khắc khổ. Phải, do tôi, tất cả là do tôi. Cô đã vừa lòng chưa? Cô đã thấy hạ dạ chưa Lão bạn hét lên Khuôn miệng mấp máy Mãi mới bật ra được vài câu mếu máu Vậy cô nói xem Lúc còn đang bệnh, đang ốm Đang phải tranh giành cái sự sống mòn mỏi Thì cô đang ở đâu Cô nói đi, cô ở đâu Cô có biết lúc đó mới đặt chân ướt chân giáo Lên cái xứ này Bố con tôi đã phải vất vả như thế nào không Cô có biết giữa cái trời lạnh như thế Nó vẫn phải cùng tôi đi ra nơi công trường Thậm chí là còn phải ăn đồ thiêu Đồ ăn hỏng nữa kia kìa mà còn cô Váy dài váy ngắn Môi son lẻ lẹ lẹt đi cùng một thằng chó má nào đấy Mà cô gọi đó là tình yêu à Cô không có bất kể một cái tư cách gì Để trách khứ tôi cả Đồ đĩ thỏa Nghe đến đây Chợt mụ vợ cũ của lão ta liền tỏ thái độ im lặng Từ trên người mụ bắt đầu xuất hiện lên từng đống lửa nhỏ Sau đó cả cơ thể mụ ta bốc lên thành một đống lửa lớn cháy ngùn ngụt, ngụt, thậm chí bắt lửa sang cả những đồ vật ở trong phòng. Vậy hôm nay tôi sẽ cho ông chết ở đây. Chết đi, chết mà trả hết mọi lỗi lầm của ông đi. Mụ ta hét lên một tiếng, cả người bùng lên một đống lửa cao đến tận trần nhà. Mọi thứ trong căn phòng dần dần bắt lửa, cháy lên nhen nhóm. Chẳng mấy chốc căn nhà đã chìm trong một biển lửa. Lão bạt hại lắm, lúc này hình ảnh của mụ vợ cũ đã cháy thành cho khói bụi mù mịt bốc lên làm lão như khó thở hẳn cánh tay vội ôm bức tranh của đứa con gái vào lòng vì sợ nó cũng sẽ cháy rụi mất sau đó một hơi liền chạy đến bên phía cánh cửa kính mong sẽ hít thở dễ dàng hơn từ ô gương lão vừa đánh vỡ ấy thế nhưng bây giờ lão mới nhận ra rằng chẳng có ô cửa nào cả bốn phía căn phòng đã biến thành một bức tường gạch ngay cả cánh cửa chính lối vào cũng đã biến đi đâu mất lão đã chẳng còn lối thoát nào nữa cả bất chợt từ bốn góc tường bắt đầu rỉ ra từng dòng máu đỏ ẩn ẩn cứ không ngừng chảy xuống rồi dần lan đến chỗ chân của lão bạn những âm thanh la hét từ thằng toàn cứ như thể hiện hữu trong chính căn phòng mình sau đó là từng tiếng rít như có ai đó đang xé đi từng thớ thịt trên cơ thể mọi thứ cứ như xoáy sâu vào tận tâm thức khiến lão bạn sợ đến chết điếng cả người Dòng máu kia vẫn không ngừng chảy xuống Chẳng mấy chốc đã nhấn chìm lão bạn Cái mùi tanh tưởi làm lão không tài nào có thể ngục lặn Bản thân chỉ có thể dễ dụa trong sự tuyệt vọng Ở trong cái dòng máu ấy Như thể đang có hàng ngàn, hàng vạn cánh tay cứ không ngừng Muốn nhấn chìm lão xuống vậy Chẳng bao lâu Cái cảm giác thiếu dưỡng khí làm lão cứ liệm dần, liệm dần Hơi thở cuối cùng chút ra cũng là lúc lão cảm thấy bản thân như rơi vào một khoảng tối đen tịch mịch. Lão đã chết rồi hay sao? Và đây là đâu? Một câu hỏi vẫn cứ nhàn nhóm lên trong nỗi tuyệt vọng. Cả khung cảnh lúc này đã không còn phải ở trong căn phòng kia nữa. Đây là quê nhà của bạn. Từ cái ngày xưa lắm, gã thấy bản thân mình vẫn là một cậu ấm, vẫn đang tận hưởng những lạc thú trên cuộc đời. Ở phía xa xa có một người phụ nữ, tay ám một đứa con như mới chào đời cô ta khóc nhiều lắm Đến cái mức độ mà làm lão bạt cảm thấy xót xa Đó là vợ cũ của lão Lão chưa bao giờ có thể hình dung được rằng Cô ta đã vì gã mà khóc nhiều đến thế Bố ơi, bố, tỉnh lại đi, bố ơi, bố Một giọng nói từ đâu vọng lại Làm cảnh vật xung quanh như vỡ vụn Lão bạt tràng tỉnh dậy trên chiếc giường Trong tay vẫn ôm khư khư cái bức tranh của đứa con trai lão thì ra là một ảo giác. Nhìn lại xung quanh căn phòng thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có đám cháy, không có dòng máu nào cả. Lúc bấy giờ lão mới nhận thức được rằng lão đang bị cái thứ sức mạnh vô hình kia chi phối. Khẽ thở hắt ra một hơi, lão bạt lại một lần nữa lê người xuống chiếc giường mà đi về phía cái cửa sổ mà nhìn xuống. Ở bên dưới vẫn tối đen như mực, trong lòng như đang chắc mầm một điều gì đó. Gã thở mạnh một hơi lại ôm chặt cái tấm tranh của thằng Toàn vào lòng, trong miệng cũng phun ra vài chữ. Hãy tin bố, bố sẽ cứu con. Lão lùi người về sau mà lấy đà, một hơi phi thẳng đến chính giữa ô cửa sổ mà nhảy xuống. Cú ngã từ tầng hai làm lão bạt đau điếng khắp mình mày. Nhìn lại bức tranh thì mới nhẹ nhóm được một phần, thật may là vẫn còn nguyên. Ánh mắt vô thức mà nhìn lại căn nhà của mình một lần nữa. Cả cơ thể khẽ run lên một nhịp mà tự hỏi đây chính là thứ mà gã đã đánh đổi hay sao bây giờ cũng đã quá khuya cảm thấy như không còn thời gian nữa mà nhanh chóng chạy phăng phăng một mạch tới địa chỉ mà người khách kia đã cho mãi cho tới hơn tiếng đồng hồ sau thì lão mới đi tới một căn nhà cổ kính thuộc trục đường santa anita còn chưa kịp bấm chuông cửa thì cánh cửa đã hé mở ra bên trong cũng vọng lại một tiếng nói của người phụ nữ vào đi Tôi đợi ông hơi lâu rồi. Lão Bạt cũng vội chạy vào ngay, thấy bên trong vị chiêm tinh kia đang ngồi trước một cái bàn nhỏ. Ở trên bày vài vật giống như đồ làm phép cùng một quả cầu thủy tinh. "Mời ngồi." Bà ta chỉ về cái tấm nệm ở đối diện. Đến bây giờ lão Bạt mới có thể nhẹ nhõm một chút, tự tiện đặt tấm tranh lên trên bàn mà nói. "Nếu bà đã dự tính được tương lai thì cũng biết tôi đang mắc phải cái gì đúng không?" bà ta chỉ khẽ khàng gật đầu từ bên cạnh đưa đến một bộ bài bảo lão bạt rút ra bốn lá bất kỳ lão bạt tuy không hiểu nhưng cũng làm theo ấy thế nhưng khi lật lên từng lá bài thì lão lại dâng lên sự sợ hãi không thôi cả bốn lá bài đều là ác quỷ thế này tại sao lại có tới bốn lá ác quỷ bà ta nhìn bốn lá bài trước mặt mà nhíu mày lúc này mới nói ông đã thực hiện giao kèo với tín đồ của Sa Tanh. Cái giá phải trả đó chính là thứ ông yêu quý nhất. ấy thế nhưng, ông đã phản bội lại thể ước. Cái giá phải trả bây giờ đã đắt hơn nhiều rồi. Vậy, vậy bà bảo tôi phải làm sao? Và có cách gì cứu con tôi không? Và lại, tôi không thể cứ sống trong sự sợ hãi thế này mãi được. Lão bạt cắt nhẹ, có chút không bình tĩnh mà nắm chặt nắm đấm. Đáng lẽ ra, ông cũng đã phải chết rồi. Thế nhưng may mắn thay là con trai ông Linh hồn của nó có một sức mạnh thuần túy của một đứa trẻ Nó đã bảo vệ được ông mấy lần Thế nhưng mà Nói đến đây chợt bà ta lại im lặng như muốn giấu giếm điều gì Bà, bà nói linh hồn, linh hồn của nó là sao? Người chiêm tinh ra thở dài Khẽ sở lên bức tranh của thằng Toàn Giọng nói cũng đã dịu xuống Nó đã bị quỷ dữ bắt đi ấy thế nhưng những ý niệm của nó vẫn còn rất mạnh mẽ Đó là thứ đã cứu sống ông đấy Không, không thể nào Mới bản nãy nó còn nói chuyện được cơ mà Mới đây thôi nó còn gọi tôi Đó Nó đã chết rồi Ông phải chấp nhận điều này đi Bà ta lại nói Đến lúc này biết đưa quả cầu thủy tinh tới trước mặt ông ta Có thể nó đã chết Nhưng chỉ ít Nó vẫn còn có thể cứu ông Chứng tỏ sợi dây liên kết giữa ông và nó còn rất mãnh liệt Bây giờ tôi có ý này Không biết ông có đồng ý không Nói đi Lão bạt lạnh giọng hẳn Từng đợt nước mắt rơi xuống lá trá ướt cả một bên áo Tôi sẽ dùng phép thuật để triệu hồi một phần linh hồn của nó Vì nó là một đứa bé Sự tình túy đó có thể chấn áp được con quỷ kia Ít nhất thì có thể cứu mạng ông chỉ là sau đó nó sẽ vĩnh viễn mắc kẹt lại ở trần thế Không có cách nào tiến về địa ngục hay thiên đàng được Cái gì? Bà nói sao? Tại sao bà có thể nói ra được những lời ác độc như thế? Tôi thà chết còn hơn Lão bà đứng phát dậy Chỉ thẳng tay về người phụ nữ trước mặt mà quát ấy thế nhưng bà ta chỉ lắc đầu Bảo ông ta bình tĩnh một chút mà nói Vậy tôi sẽ cho bố con ông nói chuyện một chút Nhưng nhớ là chỉ một chút thôi phận ý niệm này không đủ mạnh mẽ Để kéo dài được lâu đâu Dứt cầu Bà ta khua tay trên quả cầu thủy tinh Miệng đọc một câu thần chú Lập tức quả cầu kia sáng lên Một tia ánh sáng hiền hòa Ngay sau đó là hình ảnh của thằng Toàn hiện lên Con Là con sao Đúng là con à Lão bạt còn tính ôm chầm lấy quả cầu ấy thế nhưng người phụ nữ kia vội ngăn lại Nói bây giờ giữa lão và con lão Đã tách biệt hai thế giới Làm như vậy sẽ làm cho phần tàn dư của thằng Toàn Gặp bất chắc Con Con thật sự đã chết rồi à Sao còn nỡ bỏ bố con ơi Lão bạt gạo lên từng tiếng xé lòng Thằng Toàn cũng khóc nấc từng hồi ấy thế nhưng nó cũng ý thức được Bản thân không có nhiều thời gian Nên lập tức nói Bà ấy nói đúng con có thể bảo vệ bố Nhưng nếu làm thế Không sao đâu bố Ngày nào bố còn nhớ đến con Thì con vẫn không chết đâu Vừa nói đến đó Thì hình bóng của thằng Toàn cũng mờ dần Mờ dần theo từng lời nói Lão bà xót xa lắm ấy thế nhưng cũng chẳng thể làm gì nổi Đột nhiên từ bên ngoài cửa bóng ầm ầm vang lên một tiếng hét ai oán Một cơn gió đập mạnh cánh cửa và góc tường kêu lên ầm ầm Kéo theo đó là tiếng nói khủng khục của tên ác quỷ Trả nợ cho tao Trả nợ lại cho tao Ông phải nhanh lên Không còn nhiều thời gian đâu Đến lúc này thì lão bạt cũng phải đành gật đầu Người chiêm tinh ra kia thấy lão cũng đã đồng ý Thì lập tức trưng trước mặt Nằm ngọn nến trắng Sau đó đặt quả cầu thủy tinh về sát mình Rồi họa vào lòng bàn tay một vài nét ngoạch ngoạc từ đằng sau vội với lấy một chiếc đũa phép trên kệ tủ mà khua khoáng lên hồi miệng cũng lẩm nhẩm những thần chú mà đến ngày lão bạt cũng chẳng thể hiểu nổi chỉ thấy dần dần qua cầu thủy tinh kia ngày một sáng lên đến một mức độ không thể sáng hơn thì đột ngột năm cây nến kia cũng trở tắt cây đũa phép trong tay người chiêm tinh kia cũng dần dần nứt toác ra từng đường vẻ mặt của bà ta cũng lộ ra những nét khó chịu như thể đang phải chống đỡ một thế lực nào đó bùm một tiếng cây đũa phép trong tay bà ta liền vỡ vụn quả cầu thủy tinh kia cũng từ từ mà mất dần đi ánh sáng lúc này thì chỉ thấy người chiêm tinh kia thở sốc lên từng hơi cuối cùng nhìn lão bạt mà mỉm cười tôi thắng rồi nghe vậy nhưng lão bạt cũng chẳng vui vẻ làm mấy lại nhìn về cái bức tranh kia thì lúc này đã trống không bên trong chỉ còn lại một màu đen kìn kịt rời khỏi căn nhà của người chiêm tinh ra lão bạt lại một lần nữa lê cái bước chân buồn khổ của mình trong cái đêm đen mịt mờ bây giờ lão biết phải đi đâu về đâu đây cái sự hụt hẫng như bao trùm mọi chuyện đã kết thúc ấy mà sao vẫn không thể vui vẻ lên được một chút anh bạt anh bạt là anh đấy à từ đằng xa chỗ một xe bán đồ ăn vặt bên vệ đường còn chưa đóng cửa một giọng nói quen thuộc vang lên làm lão bạt vội hướng sự chú ý tới Ninh đấy à Lão hỏi lại lê cái bước chân có phần mệt mỏi mà đi tới Anh sao thế mà thằng Toàn đâu Sao không cho nó đi theo Dạo này an ninh kém lắm Để nó ở nhà một mình thế không ổn đâu Nghe thằng Ninh nhắc tới đứa con trai làm lão không kìm lòng nổi Một mạch kể lại hết mọi sự cho gã nghe Thì Ninh cũng không khỏi ngậm ngùi Ừ thôi Vậy coi như bố con anh cũng chưa hẳn là ẩn nghĩa đã hết Cháu nó cũng đã nói rồi. Ngày nào anh còn chưa quên nó thì ngày đó nó vẫn chưa chết mà. Lại nói, "Thế anh ăn gì chưa?" Thấy Lão Bạt lắc đầu thì Ninh mới đi vào trong xe mà lấy ra một cái đùi gà. "Hôm nay nhà em thừa đúng cái đùi này, anh ăn tạm. Ngày mai đến em cho nguyên cả con. Dạo này em cũng đang nằm ăn được nên không phải nghĩ ngợi đâu." Lão Bạt gật đầu, cầm cái đùi gà trên tay mà lại nhớ về những ngày xưa cũ khi lão còn chưa có một đồng phải giấu cả cái đùi gà trong suất cơm thừa mà đem cho thằng toàn hai hàng nước mắt lại rơi xuống trên cái khuôn mặt vô hồn lúc này gã như nhìn thấy đứa con của gã vẫn chạy nhảy cười đùa xung quanh mình trên tay vẫn cầm chiếc đùi gà của gã đã cho cắn một miếng rồi lại đưa cho gã con ăn một nửa bố ăn một nửa nhé con yêu bố nhiều lắm Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Một câu chuyện khá là dài và cũng khá hấp dẫn đúng không ạ? Hãy để lại cho Thuận được biết những suy nghĩ, quan điểm của tất cả quý vị sau khi nghe xong câu chuyện này bằng một vài lời bình luận ở dưới video nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.